Con nhà xem được like của em thì chấm bài của em rồi nha mọi người nha. Hello mọi người. Có thấy Hương bé nhá, mọi người chấm bài tương tác của em vừa nhá. Em lên vừa sale đồ em vừa bán tặng các chị luôn. Có xem được like của em thì chấm bài tương tác của em vừa nhá. Rồi em lên sale đồ của bé này. Size của bé là từ 4 cân đến khoảng tầm độ 13 cân, em có size nhá mọi người nhá. Từ 4 đến khoảng tầm độ 13 14 cân em có size này, em lên mẫu cho bé đây. 49.000 là mẫu đầu tiên. Cái mẫu này hiện tại là còn size của bé từ 4 tới 13 cân mà ok, mã này cho em nhá. Chốt cho em là má cúc tím cánh tiên cho em nhá. Mã này sale của chị là 49.000. Không nhá Thảo ơi chị không. Size bé từ 4 cân đến khoảng tầm độ 13 cân mà ok em vừa nhá, tình yêu nhá. Sale nốt vừa bán còn tặng các chị luôn. Chấm bài cho em vừa nhớ chị nhá, chấm bài tương tác cho em xin một dấu chấm trên like vừa nhá. Để cho nó hiện comment lên á. Sợ nó bị ẩn comment ấy. Lúc nào rảnh lúc Hương bé là sao nhỉ? Đánh nhau đi. Chị bây giờ em mới về chiều đấy. Đơn của chị sáng mai em gửi nhá, nhưng mà bị hết cái mẫu gì nhỉ? Bị hết cái gì mà em chụp ảnh em gửi chị đấy. Váy trắng của bé 5 cân có nhá. Chốt chị mai là má cúc tím cánh tiên cho em 49.000, size từ 4 cân khoảng tầm độ 13 14 cân lùi cho em nhá. 49.000 cho em, cúc tím 49.000 nhá. Mã này còn khoảng tầm độ trên chục bộ nữa thôi. Bùi thị diện á, bàn thị diện á, em chốt hàng bao giờ nhỉ? Không thấy đơn của em ấy diện ạ. Không thấy đơn của em. Váy trắng của bé 5 cân có nhiều mẫu váy lắm, đây là 40.000 đầy váy đẹp luôn. 40.000 em sale nốt này, nhưng còn có mấy bộ thôi. Cái mã này còn có mấy bộ thôi. 40.000 cho em nhá, size tầm 4 tới 6 cân thôi. Từ 4 tới 6 cân là có này, 40.000. Đây để em. Đây để em đóng cái cúc này lại, bé từ 4 tới 6 cân mặc được ok mã này cho em nhá. Váy trắng lên lên chưa là mã. Cúc tím có một màu thôi, em còn được có tầm hơn mấy bộ nó sale nốt thôi, mà đây không có nhiều đâu. Đây 40.000. Chị nào mà hỏi em size bé từ 4 tới 6 cân cho em nhỉ? 40k cho em nhá, mẫu váy trắng thêu này 40.000 size từ 4 tới 6 cân. Hai quần lên em còn mà. Chị biết ơi còn. Ê, thế gửi hàng đi Thanh ơi, bé 5 cân có nhá chị Nali Lê, ok chị có. 49.000 nhưng mà em còn mấy bộ thôi. Mã này size tầm 4 tới 6 cân cho em nhá, còn có 3 bộ cuối cùng ấy, 4 tới 6 cân mà ok cho em này. Đó một quần này. Mẹ nào vừa hỏi em mã là mã 4 cân đây nhá, 4 cân đây, 49.000 cho em. Váy theo trắng ấy 49.000 cho em nhá, mã váy theo trắng này. Cúc tím cánh tiên cho chị Linh Ruby nhá, 49.000. 40.000 mã này cho em nhá, 40.000. Cái này là size bé từ 4 tới 6 cân, chị nào vừa hỏi em size 4 5 cân này này, đầy mẫu xinh luôn, 40.000. Cúc à mã này lên cái gì nhỉ? Lên trên là mã trắng 40 nhá, trắng 40 nhưng size bé từ 4 tới 6 cân thôi, hết size to rồi, mà này không có bộ size to nữa đâu. Nhận được đồ giặt rồi, mai gửi ảnh nhá. Nhờ một cái váy 6 cân á, chốt cho em đúng mã các chị nhá. Lên trên là mã trắng 40 cho em. Cho một cái váy 6 cân là lấy mã gì ấy chị? Đừng comment như vậy, em không biết là lấy mã gì đâu. Cho một cái trắng 6 cân không biết là lấy cái gì các chị nhá. Lên trên là mã trắng 40, em chỉ còn size bé từ 4 cân tới 6 cân thôi, 6 cân lùi thôi. Chốt cho em là mã trắng 40, đừng comment là váy trắng với lại một cái 6 cân, đừng comment như vậy, em không biết là lấy mã nào đâu. Các mẹ chốt cho là mã trắng 40.000 size từ 4 tới 6 cân nhá. Áo nâu á. Áo nâu nhưng còn size to lắm chị Bích ạ, áo nâu còn size to. Kim Hạnh đơn của em đi rồi, Kim Hạnh đi rồi nhá. Đây này chị, đâu nhỉ? Đợi em tí nhá, đợi em tí lấy mấy váy này đẹp lắm. 59.000 mã váy này xinh rất là xinh luôn. Trắng 40 chị Hồng Dương nó cho số cân của con đi chứ em không biết là bé chị mấy cân đâu. 59.000 cho em nhá, lên đơn chị là mã A đỏ này, anh à nhầm, A10 đỏ. Ok. Cái mã trắng đấy không có size của bé 10 cân đâu chị ơi, trắng size tầm 4 tới 6 cân thôi. Ok chị Đoan Lê, ok có này. Trắng 40 cho bé chị nhóc buồn nhá. 59.000 cho em. 59.000 lên cho em là A10 đỏ cho em nhá. 59.000 cái này xinh lắm, váy 2 dây này đẹp cực luôn, vừa mát vừa xinh. 59.000 xinh quá. 59.000 cho em nhá. Đây chị nào hỏi em mẫu cúc tím đây nhở? Mẫu cúc tím này chỉ còn hơn 10 bộ nữa thôi là hết. Em chỉ còn size của bé là từ 4 cân đến khoảng tầm độ từ 4 đến khoảng tầm độ 13 cân là còn mẫu này cho em nhá. 49.000 cho em. Chốt cho em là mã trắng 40, không có số cân em không biết là bé các chị mấy cân đâu. Phải lên cho em số cân ở con và số điện thoại thì em mới biết là bé các chị được bao nhiêu cân. Không có số cân ở con thì không biết là bé các chị bao nhiêu cân đâu. Ở trên page mọi người chia sẻ like hộ em với nhá mọi người nhá. Trên page bắt buộc phải hiện logo người chia sẻ em mới chốt với giá 40.
Chuyện hội nhóm thì không cần đâu các chị nhá. Trắng 46 cân bé chị Huyền tròn ok, bé chị 40.000 nhá, 40. Trắng 40 bé chị Hồng Duyên ok rồi, mọi người phải comment cho em số cân của con này và số điện thoại nữa thì em mới biết là bé được bao nhiêu cân thì em mới chốt được nhá. Mã này chốt của em là mã cúc tím cánh tiên cho em nhá. Hiện tại là em chỉ còn size bé từ 4 tới 13 cân, chốt là giá 49.000 cho em. 49.000 cho em nhá, 49.000. Em có xỉ cho chị nhá, xỉ mua vào nick Hào Hòe chính em có tết áp ở trên đầu bài like có đấy. Giá 49.000 cho em nhá. Size của bé là từ 4 cân đến khoảng tầm độ 13 cân cho em. Cúc tím này còn hơn 10 bộ nữa các chị nhá. A10 đỏ cho chị Khả Ngân có size 8 cân, 59.000. Ok, bé chị Vũ Thanh Thanh có này, 49.000 nhá. Sọc búp đi đợi em tí nhá, tí em lại một đấy cho. Còn chị nào lấy mắt này không em qua mẫu nhá, 49.000. Nhỏ Nhi ok này. Là hôm qua không gọi á. Hôm qua chốt lại hàng của em rồi nhá. Cúc tím cho bé chị Trang Phạm 49.000 vì mà em bán 99.000 ấy, giờ bán chị 49.000 nốt cho em nhá vì còn có hơn 10 bộ nữa thôi. 49.000 cho em nhá, để em qua mẫu này. Ok chưa, để em qua mẫu bé từ 4 khoảng tầm độ 13 14 cân lùi thôi, giá 49.000. Chất số cho trả hàng luôn. Em bán cho chị là bán nhập là giá 85, bán 99.000. Rồi sale cho chị là giá 49.000 em bán tặng thôi. Được chưa? Chất số so với cái giá 49.000, các chị bom hàng cho em, được chưa? Em bán là bán 99.000, nhập 85, em bán chị 49.000. Chị Bích ơi có nhá, cúc tím kim tuyến không chia sẻ rồi. Có thấy chị nấm xinh gái nhá. Hồng Duyên có đơn rồi. Trắng 40 bé chị Trang Linh ok có đơn rồi này. Thủy Thủ em bán chị là 89.000 được chưa? Vậy Thủy Thủ này em bán giá chị là 89.000, nơ vàng 8 cân ok có đơn này. Đây, chị nào của em cái mã này đây nhỉ? Mã này thì bao xinh cho chị luôn nhá. Cho các chị giá 59.000 em. Lên trên là A10 màu đỏ cho em nhá. Cái này thì bao xinh rồi. À hai bên này có cái chun eo co giãn thoải mái cho em ở hai bên này. Đó, cái này bán luôn các chị là bao nhiêu nhỉ? 59.000 cho em nhá. Chốt của em trên bếp hiện logo người chia sẻ cho em nhá. Trên bếp không hiện logo người chia sẻ, không chốt cái giá như này đâu. Ok, kim tuyến có đơn này. Mã này chốt của em là mã A10 đỏ cho em nhá. A10 màu đỏ cho em này. A10 đỏ này giá là cái này là 59.000 cho em nhá. Mã này có màu hồng nữa này. Size của bé là từ 6 cân đến khoảng tầm độ 15 cân cho em nhá. Từ 6 cân tới 15 cân cho em. Mã chẳng đi hết hàng rồi Hiền ơi. A10 màu đỏ cho em này hoặc là A10 màu hồng cho em chốt các chị là giá. Ngặt mũi vậy. Mã này chốt là em là mã này là mã gì nhỉ? A10 màu hồng cho em nhá. A10 màu hồng cho em này, size của bé từ 6 cân tới 15 cân cho em. Cái số to nhất của em là đang cầm. Đó, còn cái bé nhất là có thấy comment của Hoàng Yến nhá. Có thấy comment của Hoàng Yến này. Cái này là A10 màu đỏ cho em này. Giá chốt là 59.000 cho em nhá. A10 màu đỏ là giá 59. Còn A10 màu hồng, cái này là size to nhất này và đây là size bé nhất này. A10 màu đỏ là giá 59.000 và A10 màu hồng là giá 59.000, size của bé từ 15 cân quay lại cho em nhá và size từ 6 cân đi lên cho em. Chốt với giá là 59.000 nhá. Em qua mẫu khác nhá. Em qua mẫu khác này. Cái mẫu này lên là em là mã C1. Mã C1 là giá 85.000 cho em nhá. C1 size từ 4 khoảng 13 cân có size cho em. C1 là giá 85.000 cho em nhá. Đây rất là xinh luôn. C1 là giá 85.000 cho em nhá. Có nhìn thấy chị nhóc buồn nhá. Chị ơi, có thấy chị nhóc buồn nhá. Mã này chốt cho em là mã C1 cho em. Cái này là size từ 4 cân đến khoảng tầm độ 13 cân là có size cho em. Ok chị Hàng Trần, số của em lên số điện thoại cho em của chị nhá. Chốt cho em số điện thoại một dòng thôi để em lên đơn. Cái mã này thì bao xinh này. Mình cúc tím chị Nga Bông không có số cân và cũng không có số điện thoại, là thật sự là không biết là bé chị bao nhiêu cân. Chốt hàng như vậy em không biết là bé bao nhiêu cân đâu các chị nhá. Chốt đừng chốt như vậy. Số cân và số điện thoại nhá. Hôm chúc nhận được đồ đẹp lắm chị. Rồi ok, cảm ơn Thành Cún nhiều, cảm ơn em nhá. Chốt em nói là mã C1. C1 A10 màu đỏ bé Huệ 7 ok rồi này. Xét tím cánh tiên có size đến khoảng tầm 13 cân em còn cho em nhá. Đây 49.000 thì bán em bán tặng chị thôi. Cúc tím cánh tiên là giá 49.000 cho em. Ok chị Vi Thanh Thanh có đơn này. Cúc tím cánh tiên là giá 49.000 từ 4 khoảng tầm 13 cân ok cho em giá 49. Mã này chốt là em là mã C1. Mã C1 này em còn size bé từ 4 cân tới 13 cân có size cho em. Chất số cho chị trả hàng về được chưa? Giá chốt là giá 85.000 cho em nhá. C1 giá 85, chất số cho trả hàng về được chưa? Chất số trả hàng về hộ em với nhá. Ở hai bên này nó may chun co giãn thoải mái, nó là dạng hình quả trứng rất là đẹp luôn. Mẫu này thì năm nào em cũng bán. Ok bé chị Nga Bông có đơn này. Đó, được chưa? Chốt giá 85.000 cho em nhá. Ok Thành Cún có đơn rồi này, Linh Ruby có đơn này, lên hộ em địa chỉ luôn nhá. A10 màu gì? Chị Duyên ơi, mã này A10 có hai màu đấy, thế là chị lấy màu gì? Đây. Mã A10 này có hai màu này. A10 màu hồng này. Cái này là size to nhất này, đây là em đang cầm size to nhất khoảng tầm 15 cân lùi này. A10 màu đỏ này, đó, hai em có hai màu như vậy nhá. A10 màu hồng, bé chị cái gì nhỉ? Nguyễn Phương Duyên, lên là em số cân của con và số điện thoại một dòng của em với nhá. A10 màu hồng
14 cân chị Trang Linh dồn này. Mơ cún em nhận được hàng rồi, giá rẻ mà hàng xinh chất đẹp lắm. Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều nhá. La la lila ok, cánh tiên bé 10 cân và 6 cân rồi ok chị này. Cúc tím bé 8 cân rồi ok, bé chị Thạch Tháo ok rồi này. Đó, cảm ơn như vậy thế mới chốt được mọi người nhá. Cảm ơn một dòng thôi. A10 màu đỏ này. Bán chị giá 59.000 được chưa? Em bán tặng luôn. Đây là A10 màu hồng cho em nhá. A10 màu hồng này. Chốt các chị là giá, cái này là size bé từ 6 cân tới 15 cân không? Ok cho em nhá. Ok chưa, em qua mẫu này. Giá chốt các chị là giá 59.000. Bán tặng các chị luôn. Còn mã này lên đơn thì em là má gì nhỉ? Mã này chốt cho em là má váy thủy thủ trắng từ 4 cân tới 13 cân nhá. Thu Huyền ơi, có thấy Thu Huyền nhá. Có thấy Thu Huyền. Ok chị Thạch này, cúc tím chị Phan Thúy ok có đơn này. 10 cân dồn 89.000 cho em nhá. Váy thủy thủ màu trắng chốt các chị là giá 89.000 từ 4 cân đến khoảng tầm độ 13 cân. Thu Huyền lên số điện thoại chị và số cân của con thì chị mới chốt được đơn. Mã này lên đơn là em là mã váy thủy thủ trắng cho em nhá, từ 4 cân đến tới 13 cân có size cho em chốt giá 89.000. Được chưa ạ? 89.000 cho em nhá. Thủy thủ màu trắng này. A10 màu đỏ chị Như Quỳnh ok đó, các bạn giống chị Như Quỳnh này, em chốt hàng cho nó nhanh. Và đây là mã thủy thủ màu xanh cho em nhá, giá 89.000. Từ 4 cân đến Thúy Hạnh đi hàng rồi. Đơn em đi hàng rồi nhá Thúy Hạnh nhá. Giá là 89.000 cho em nhá, 89.000 một cái váy này cho em này. Cái này hiện tại là em đang còn size từ 4 cân đến tới khoảng tầm độ 15 cân màu trắng. Còn từ 4 cân đến tới 18 cân màu xanh. Giá chốt các chị là giá 89.000, em qua mẫu nhá. Thủy thủ trắng 89.000 dồn đơn về chị Huyền Tròn này. Chị Heo La La có đơn này, chị Như Quỳnh ok này, chị Hiền Dương ok rồi này. 89.000, chất số em cho trả hàng được chưa? Xinh lắm luôn ấy. Váy thủy thủ màu trắng em còn size từ 4 tới 13 cân, giá 89.000. Quên đỗ hàng đi rồi. Váy thủy thủ màu xanh còn size từ 4 cân khoảng tầm độ 18 cân mà ok cho em nhá. Giá chốt là giá 89.000. Em qua mẫu khác của bé này. Em qua mẫu khác nhá. Em qua bộ khác của bé này. Qua mẫu đi ok, xếp quần loe á. Xếp quần loe này là giá 99.000 nốt nhá. Mã này bán nốt 99.000 thôi, nhưng mã này còn ít nữa thôi. Mã Q1 là giá 99.000 cho em nhá. Ok chị Kim Thoại nhưng không chia sẻ sao? Kim Thoại chia sẻ cho chị nhá. Xếp cái này lên đơn là em là mã Q1 cho em. Q1 kiểm tra hàng thoải mái cho em. Size từ 4, mã này size từ 6 cân khoảng tầm độ 16 cân có size cho em nhá. Mã Q1 cho em 99.000. Một cái quần legging loe này, một áo như này cho em nhá. Giá chốt các chị là 99.000 cho em. Lên đơn trên mã Q1 của em rồi nhá. Q1 giá 99.000 cho em nhá. Q1 99.000 này. Em cho chị xem một bộ hoa nhí này đẹp lắm mà không nhớ để đâu nữa rồi. Không, bộ hoa nhí mình để đâu ta? Đợi em tí nhá, cho chị xem một bộ này đẹp lắm mà em không nhớ để đâu nữa. Bộ hoa nhí à, đây rồi. Bộ hoa nhí này chốt các chị nốt là 59.000 cho em nhá. 59.000 bán tặng các chị luôn này. Trên page không hiện logo người chia sẻ em chốt cái giá như này đâu mọi người nhá. Ok chị Huyền, ok Kim Thoa rồi, ok chị Huyền này. Ok chị gửi hàng cho mình chưa? Chị Nguyễn Hà cho em lại số đi, cho em lại số đi. Chị Nguyễn Hà cho em lại số nhá. Ok Oanh Bơ này, ok chị Oanh Bơ này. Hoa nhí chất đẹp mà mắt lắm, mua đi các bà. Chất số có chị được trả hàng về nên không phải lo đâu. Chất số cho trả hàng về. Bán tặng các chị nốt cho em 59.000. Bán xà, mắt này xà lỗ luôn này. 59.000 cho em nhá. Q1 bé chị Lisa Lê ok này. Cái này size bé từ 4 cân đến khoảng tầm độ 14 cân là có size cho em. Hoa nhí màu hồng 59.000 và hoa nhí màu đỏ cho em chốt giá 59.000 nhá. Chất số cho trả hàng về được chưa? Hello Quyền Phạm Thị, em đặt một cái quần loe mà chị không để chốt đơn được ấy, vì em đặt một cái nên chị không gọi. 59.000 chất số cho hàng hoàn về được nhá. Ok, body chip có nhá, don layer có, đợi tí nhá, sách yếm nào, yến nhưng còn sách toàn sách bé thôi. Hoa nhí hồng kim tuyến ok có đơn này. Cái mã hoa nhí này em có size từ 4 cân đến khoảng tầm độ 13 cân là có size cho em nhá. Em không có size bé 25 cân đâu. Chất số chị được hoàn lại hàng nên không phải lo đâu các chị nhá, chất số cho trả hàng được mà. Cái này size từ 4 cân đến khoảng tầm độ 13 cân là có size cho em nhá, nó là đồ bộ đấy. Đồ bộ nhá, quần và áo bên ngoài, chất số cho trả hàng. Giá chốt là 59.000, bán tặng các chị luôn, mẹ em mã này em bán 99.000 đấy. Hoa nhí màu hồng cho em nhá.
Hoa nhí màu hồng là giá 59.000 một bộ, size bé từ 4 cân tới 14 cân, có size cho em, chốt số em cho trả hàng về được chưa? Giá 59.000 cho em nhá. Hoa nhí màu đỏ này. Linh Ruby ok rồi, ok Linh rồi nhá. Hoa nhí bé chị Thanh Thanh có đơn này, hoa nhí hồng như kim tuyến có đơn, chốt số cho hàng hoàn về hộ em được chưa? Chốt số cho trả hàng về ship tỉnh 30.000, được chưa? Ship toàn quốc 30.000 ở đâu cũng vậy nhá các mẹ nhá. Chốt số cho hoàn hàng về, em nhận ship, em nhận hàng, em nhận chịu ship ok chưa? Chốt số các chị cứ bom hàng thoải mái cho em được chưa? Đồng kiểm tra hàng cho em. Số các mẹ cứ hoàn hàng về cho em được các mẹ nhá. Xem là lời em nói có đúng hay không. Bình thường em bán 99.000 đấy, xem nó có chị một like thôi, 59.000 bán tặng luôn. Hoa nhí hồng bé chị nhóc buồn ok này, chị Hồng Duyên ok rồi này. Hoa nhí Kemi rồi, chị gửi hàng rồi đấy. Mấy cân ở Kemi? Chị đã gửi hàng cho em đâu, hôm nay mình gửi hàng mà. Ok chị Heo La La dồn đơn này, chị Quỳnh Tây ok có đơn này, Kim Tuyến ok có đơn này, Vi Anh Thanh ok dồn đơn ok, chất số của chị hoàn hàng với hộ em được chưa? Giá chốt là 59.000. Hoa nhí đỏ size từ 4 cân tới 14 cân mà ok cho em, chất số của chị hoàn hàng. Hoa nhí màu hồng cho em nữa này, size từ 4 cân lên tới 14 cân mà ok cho em, chất số của chị cứ bom hàng thoải mái cho em nhá. Xem lời em nói có đúng không? Em bán 99.000 nhập giá 85, bán các chị nốt 59.000. Ok chị Thanh Thanh có đơn rồi. Chị Trần Hằng ok rồi này. Mẫu váy vàng sau 14 cân em còn, nên đợi em tí. Mã này là mã gì nhỉ? Mã váy nơ vàng thì mã váy nơ hồng cho em nhá. Chốt giá là 99.000 cho em. Chất bao kiểm tra hàng cho chị luôn. Ở bên này nó có hai cái nơ cho các mẹ nhá. Bên này có hai cái nơ của con này. Nhưng mà vì em không biết buộc nơ nên nó không thành nơ ấy. Đó. Mã váy này lên em là mã váy nơ vàng cho em nhá. Giá là 99.000 từ 4 cân khoảng 14 cân có size. Ok chị Phan Thúy có đơn này. Set áo trắng quần đen phía trên với rồi, đợi em xíu. 99.000 cho em nhá. Lên đơn là em là mã váy nơ hồng, chất số hoàn hàng của em với này. Ở hai bên này có hai cái nơ các chị nhá, buộc nơ này xinh lắm. Đó. Xin inbox của chị vào nhá, Kemi nhá, inbox lại cho chị đi. Mã này lên đơn này là mã váy nơ vàng cho em nhá. Mã váy nơ vàng cho em giá là 99.000 từ 6 khoảng 14 cân. Hoặc là mã váy nơ màu hồng cho em nhá. Nơ màu hồng này từ 6 cân khoảng tầm độ 14 cân có size cho em, chốt là giá 99.000 cho em nhá. 99.000 cho em này. Cái mã này chốt là em là mã, cái này là gì nhở? Cái mã này lên đơn là em là mã 09 cho em nhá. Mã 09 này. Chị Khoa Nguyễn á, lấy lại số cho kiểm tra nhá, Khoa Nguyễn nhá. Trắng 6 cân đi, đợi em xíu nhá. Ok chị Trần Hằng có đơn rồi này. Mã này chốt là em là mã 09 cho em, size từ 9 cân đến khoảng tầm độ 16 cân có size cho em nhá. Cái set này là hàng 150.000, kèm một quần loe này, rất là xinh luôn. Giá chốt là 150.000 của em với nhá, 150. Ok kem đi rồi ngày mai check nhá. Đây là mã 07, mã 07 là 150 cho em. Mã 07 này size của bé từ 6 khoảng 15 cân cho em nhá. Từ 6 đến khoảng tầm 15 cân là có size cho em này. Mã này thì bao xinh có chị rồi. Hàng 150.000 của em với nhá. Mã 07 150. Đây là mã Q1 cho em nhá. Mã Q1 là 99.000 cho em. Q1 là 99.000 này. Cái này còn size của bé từ 6 đến khoảng tầm độ, mã này còn size từ 9 cân. Size từ 9 cân khoảng tầm độ 16 cân có size cho em nhá. Q1 của em với nhá. Q1 giá 99 này. Q1 của em với nhá. Bộ hồng đằng sau, xem bộ hồng đằng sau là mã nào ta. Mình em nhiều bộ hồng lắm. Body kẻ đã dồn đơn á. Thành tả cái body kẻ này còn size bé lắm. Mã này chốt là em là giá 85.000 cho em nhá. Lên đơn cho em là mã A11 màu vàng này. A11 màu vàng của em với nhá. Hoặc là A11 màu hồng cho em có hai tông màu thôi. A11 màu vàng này, hoặc là mẫu A11 màu hồng cho em nhá. Giá chốt là giá 85.000. Cái này size bé từ 6 cân đến khoảng tầm độ 14 cân mà ok cho em nhá. Giá là 85.000 cho em hai màu. A11 cho em nhá, hai tông màu vàng hoặc hồng cho em nhá. Vàng hoặc hồng này. Cái body này còn size bé lắm, chốt chị nốt nhá. 75.000 nhưng còn size từ 4 tới 7 cân thôi. Mã này lên đơn rồi em là mã H5 cho em nhá. Mã H5 này, mã H5 ok chị Nguyễn Hà. Ok chị, ngày mai anh kiểm tra cho em xem, nhắn tin lại cho. Size từ 4 cân đến khoảng tầm độ 7 cân thôi mà ok cho em nhá. Mã H5 chốt là giá 75.000 cho em. Bán tặng các chị nốt 75.000 cho em nhá. Mã H5 này, một body này, một băng đôi như này cho em nhá, 75.000. 75k. 75k. Đây là mã C1 cho em này. Mã C1. Mã C1 cái này của bé là từ 4 cân đến khoảng tầm độ 13 cân mà ok cho em nhá. Mã C1. Mã C1 cho em với nhá, giá là 85.000. Một cái áo này, hình quả trứng này xinh lắm. Ở hai bên này có chun này, co giãn thoải mái cho em. Một băng đồ, một quần như này cho em nữa chị nhá. Giá là 85.000 cho em. C1. Hoàng Duyên xong thì ăn để chốt đơn á. Thì chắc em bị sót đơn rồi. H5 không có size 8 cân đâu. Mã H5 này có size từ 7 cân nùi thôi.
Chốt lại hàng nhá Hoàng Duyên ơi, chốt lại hàng đi tại vì trước đơn kia chắc là bị sao nhỉ? 4 cân đi, khoảng tầm 13 cân. Chốt lại hàng nhá Hoàng Duyên nhá, giá 85.000 cho em, giá 85.000 của em rồi nhá. Chốt lại em là mã xe mã C1 cho em nhá, C1 này. Rồi tiếp mẫu khác của em rồi nhá. C1 bé chị Mỹ hàng bé mấy cân nhỉ? Váy hồng có băng đô đằng sau. Váy hồng băng đô đằng sau. Rồi đợi em tí, em nhìn thấy rồi. Thủy thủ quan sát 9 cân C1 cho Bùi Trúc Ánh Nguyệt, chốt số cho hoàn hàng với hộ em rồi nhá, chốt số cho trả hàng được chưa? Ánh Nguyệt ok rồi này. Thủy thủ còn nhá. Thủy thủ là giá 89.000 nhưng mà thủy thủ trắng thì còn sai tầm khoảng 14 cân lùi. Ánh Nguyệt ok có đơn rồi này. Ok chị Mỹ hàng rồi nhá. Đoan Lê ok, Linh Ruby không có sai 8 cân cái mã H5 đấy đâu. H5 này em còn sai tầm 7 cân lùi thôi. C1 Ánh Nguyệt có đơn rồi. Mã váy thủy thủ này, cái này là sai của bé là từ 4 cân đến khoảng tầm độ 14 cân lùi, mã này mà ok cho em nhá. Không, cái mã H5 đấy không có sai 8 cân đâu, 7 cân lùi thôi Thảo ơi. Cái mã H5 đấy không có sai 8 cân nữa đâu, còn sai 7 cân thôi. Khả Ngân ơi, sao chị kiểm tra hình như là chưa sao ấy. Mã này lên đơn của em là mã váy thủy thủ màu trắng. C1 là bộ kè đúng rồi. Đây này. C1 này chất số cho trả hàng luôn, bao đẹp luôn. Không cho bộ này năm nào bán hàng hot luôn ấy. Mã này chốt là em là mã váy thủy thủ màu trắng này, size từ 4 cân đến khoảng tầm độ 14 cân mà ok cho em nhá. Giá chốt là 89.000 cho em. Một quần chip này, một áo váy rời như này cho em nhá. Phía sau này, mẫu này thì đơn giản nhưng lúc nào cũng đẹp, 89.000 này. Còn cái mẫu này thì váy thủy thủ màu xanh nhá. Váy thủy thủ màu xanh là size bé từ 4 cân khoảng 18 cân đấy, size từ 4 tới 18 cân là ok cho em. Đó, rất là xinh luôn. Giá là 89.000 cho em nhá, 89.000 cho em. Em qua mẫu khác mọi người xem nhá. Mã váy hồng phía sau là cái mã váy này đúng không chị nhỉ? Mã này chốt cứ chị nốt là 79.000 nốt cho hết này. Hai dây vàng dưới cùng đi á. Hai dây vàng dưới cùng mã này 40.000 nhưng mà size bé lắm, từ 4 tới 6 cân thôi. Mã này còn size bé tí ti tầm 4 tới 6 cân thôi nhá. Váy nâu sau C1 ok, mã này đợi xíu nhá. Đây. Váy thủy thủ xanh mẹ anh Nguyệt ok, bé 9 cân ok có đơn này. Khả Ngân là sao chị kiểm tra cho? Thủy thủ xanh có quần không á? Thủy thủ xanh của nó là size tầm 15 cân à 14 cân lại có quần. Và size từ 15 tới 18 cân là không có quần nhá. Vì tầm độ 15 cân đến 18 cân là bé tầm độ 5 tuổi, 4 tuổi rồi thì không thì sẽ không dùng quần nữa, sẽ mặc quần chip ở bên trong mọi người nhá. Váy thủy thủ màu xanh thì size tầm độ 14 cân quay lại là có quần. Màu xanh từ 15 cân tới 18 cân là không có quần nhá. Anh Nguyệt ok có đơn rồi nhá. Phạm Mai chốt lại hàng của chị đi Mai ơi. Phạm Mai á, Phạm Mai hình như chị gọi nhưng có gọi hay sao nhỉ? Anh Nguyệt ok rồi. Mã này 40, mã này là 40 nhá, nhưng mà còn size bé lắm, từ 4 tới 6 cân thôi. Hai dây dâu vàng, nó là quả dâu tây đấy. Hai dây dâu vàng nhưng mà size tầm 4 tới 6 cân nhá, 40.000. Hai dây dâu vàng này là 40. Rồi mã lên đơn cho là mã H em nhầm. Mã này chốt là em là mã tuban trắng cho em nhá, tuban trắng này, một quần chip này. Có đầm ba món, có nón không có đâu Giang ơi, không có. Chốt lại hàng của chị với nhá. Bộ sọc đen trắng phía sau cho em xem. Sọc đen trắng là mẫu nào nhỉ? Của bé trai trên cùng đấy á. Ok Linh Ruby dồn đơn này. Áo trắng chưa? Đấy là của bé trai, anh Nguyệt là món đấy của bé trai đấy. Mã này chốt rồi em là mã gì đây nhỉ? Chốt cho là mã tu ban nhá. Ok bé chị Hoàng Thủy có đơn này. Anh Nguyệt đợi xíu nhá. Ok Thu Huyền ok có đơn này. Ồ thì chắc thế rồi Mai à, chắc là thế rồi. À, Thúy Hạnh à, tại sao chị cầm trang cho về em chốt về đó, số cân của con bao nhiêu trên line thì chị gửi như thế luôn. Size của bé, mã này size của bé là từ 4 cân đến khoảng tầm độ 13 cân, có size cho em nhá. Tu ban trắng nốt 79.000 cho em này. Tu ban trắng 79 này. Tu ban này là tu ban màu vàng cho em nhá, 79.000. Tu ban vàng cho em, một váy, một quần chip, một băng đô cho em dạ 79.000 này. Và tu ban màu hồng cho em nhá, 79.000 nốt, size từ 4 cân đến khoảng tầm độ 13 cân lùi cho em nhá. Giá là 79.000 cho em. 79.000 nhá. Đây là của bé trai đấy, không là của bé gái đâu. Đây là của bé trai giá 125.000, 125 nhá. Áo trắng bé gái kìa, ok đợi xíu này. Dâu tây 40 bé size tầm 4 tới 6 cân thôi nhá. Mã lên đơn này là mã cá sấu xanh cho em 125.000 của bé trai, size tầm từ 7 cân tới 10 cân thôi là còn này. Hoặc là cá sấu màu đỏ cho em nhá. Cá sấu màu đỏ này. Cái này size từ 10 cân quay lại cho em nhá. Dâu tây 40 ok chị cầm ra ok rồi, 40.000 nốt. Mã này đúng không? Mã này không. Mã này chốt là Q1 nhá. Q1 là giá 99.000. Q1 là 99.000 cho em nhá. Q1 là giá 99.000 cho em.
Cái này là size của bé là từ 6 cân đến khoảng tầm độ 15 cân là có size cho em nhá. Q1 99.000 cho em. Một con legging loe này. Một áo kiểu này. Đó, 99.000 nốt cho em nhá. Size từ 6 cân, ok kim thoa. Size từ 6 cân đến khoảng tầm độ 15 cân là có size mà ok cho em. Giá 99.000. 99.000 Q1. Rồi tiếp nữa là mã 07 cho em nhá. Mã 07 này. Mã này là size của bé là từ mã này có size từ 7 cân đến khoảng tầm độ 15 cân mà ok cho em nhá. Cá sấu đỏ rồi nốt bé chị Mỹ Hằng là của bé trai đấy. Ok chị, 125.000 nguyên set như vậy, hàng Việt Nam cho hàng trả về. Ok chưa? Còn bộ khác này. Mã A6 nó chốt đây là mã A6 nâu cho em nhá, 115.000 Q1 cho chị Hoàng Thúy. Ok dồn đơn này. Cá sấu đỏ rồi nốt bé chị Mỹ Hằng này, 115.000 cho em nhá, 115.000 cho em này. Lên hộ em là mã A6 màu nâu cho em, A6 nâu ok bé chị Lila ok. Dồn đơn 6 và 11 cân của bé hai bé ok chị rồi này. Cái set này còn size tầm 8 cân quay lại cho em nhá. A6 cho em nhá. A6 này. A6 nâu từ 4 cân đến khoảng tầm độ 8 cân quay lại cho em, 115.000 cho em nhá. 8 cân lùi thôi. Bộ này đẹp hơn này. Thoa ơi, bộ này đẹp hơn nhiều. Bộ này còn size bé lắm. 69.000. Mã B1 nhá, mã B1 này là 69.000. Mã này bán tặng luôn, quần loe đỏ, ren đỏ em xem, ok anh Nguyệt đợi xíu nhá. Cái set này còn size bé lắm, set 99.000. Chị Phương ơi, lên em là mã Q1 cho em nhá, mã Q1 của em vừa nhá, giá 99.000. Chị Phương ơi, mã Q1 của em vừa nhá, mã Q1 là chị Nguyễn Phương này. Mã Q1 của em vừa nhá, cái này mã này mặc bao xinh rồi, Q1. Quần loe ren đợi xíu nhá, Ánh Nguyệt. Mã này chốt cho em là mã mai còn size bé lắm, từ 4 tới 7 cân thôi. Từ 4 tới 7 cân chốt cho em là giá 69.000 cho em nhá, 69.000 cho em. Bộ vừa rồi áo trắng 99.000 nhá chị Thọ Bống nhá. Q1 là 99.000. Q1 để chất số cho hàng hoàn được chưa? Mã thì bao đẹp luôn đấy. Quần bé mặc rất là đẹp luôn. Em cho chị xem ảnh của bé mặc nhá. Đây bạn một khách mặc cái mã đấy đẹp cực luôn. Nhưng nó là mặc quần của cái mẫu đấy. Quần của bộ này mặc mặc xinh lắm. Mặc như vậy này này chị này. Cái mã Q1 mà em vừa like ấy, quần sẽ mặc như này nhá mọi người nhá. C1 bé 8 cân, C1 là à C1 rồi, ok chị này. Cái set này nó là em vừa like mẫu này nhá mọi người nhá. Đâu nhỉ? À đây. Phạm Mai ok A6 ok, có đơn bé 7 cân rưỡi ok rồi này. Không, bộ đấy bé, cái bộ đây một đấy bé lắm Thoa ơi, bộ đồ đừng lấy. Q1 bé Linh Ruby ok dồn rồi này. Ok chị Thạch Thảo rồi này. Q1 bé 15 cân bé chị Nguyễn Phương ok rồi này. Lấy hương chốt lại hàng của chị. Ô chưa, chốt lại hàng lại lại nhá. Cái mã quần của bé em nó dơ nữa này, mặc rất là xinh luôn, giống quần như vậy nhá mọi người nhá, quần như này luôn này, bé mặc luôn này, đó, mặc như vậy luôn. Còn áo thì mọi người mặc áo này thì mặc rất là dễ rồi, tại vì nó là dạng áo baby doll ấy, vì nó là một cái dạng áo baby doll mặc rất là dễ. Đó, một quần legging như bé mặc hồi nãy nhá mọi người nhá, như bé mặc như vậy này, đó, mặc như thế này cho em. Cái size này từ 7 cân đến khoảng tầm độ 16 cân là ok cho em. Q1 này. Mặc quần như này này, này mọi người nhá, mặc quần như vậy này. Ui, thì chốt hàng lại cho em đi, chốt hàng lại em vừa nhá. Đó, và một quần của bé nữa mặc như này này, mọi người nhá. Áo này mặc với áo kiểu mặc với áo nào cũng đẹp luôn. Cái quần của nó mặc rất là xinh mọi người nhá, quần nó mặc rất là xinh luôn. Quần này nó còn xẻ xẻ nữa cơ. Đó, đây này. Đó, quần xẻ ở giữa nhá mọi người nhá, xẻ ở giữa đây này. Rất là đẹp luôn mọi người nhá. Đó, quần xẻ giữa như vậy luôn. Mặc với áo kiểu nào cũng đẹp. Bộ thể thao áo trắng bên cạnh nhá. Đợi em xíu nhá. Q1 có size nhá, Quyền Phạm Thị nhá. Có, Quyền Phạm Thị có. Size từ 7 cân tới 16 cân, chất số cho trả hàng luôn. Áo rất là mềm, quần quần nó quần cotton có giãn rồi. Giá là 99.000 Q1. Q1 là giá 99.000 nhá. Mã C1 bé 8 cân. Ok có đơn này giá 85.000 này. Đây là mẫu D1 các chị nhá. Mẫu D1 này là giá 69.000. Mã D1 cho em, size từ 4 tới 7 cân thôi. Mẫu D1 màu trắng. D1 màu B, size từ 4 tới 7 cân mà ok cho em nhá. Chất số cho trả hàng về được chưa? Giá chốt là giá 69.000 cho em nhá. Hoặc là D1 màu hồng. D1 màu hồng, cái này là size của bé từ 4 tới 7 cân thôi. Bộ quần bò kia là của bé trai nhá Huyền nhá, của bé trai đấy. Không phải là của bé gái đâu, của bé trai đấy. Giá là 125.000. Bộ này là 125.000 nhá, hai màu. Đây. Bộ cá sấu này là của bé trai nhưng mà còn size tầm 10 cân lùi thôi, hết size. Hàng này là hàng của Việt, hàng Quảng Châu nhá, không phải hàng Việt Nam mình đâu. Xinh lắm. Quần bò nó là hàng quần bò mềm rồi. Áo thì áo là áo có tông nhá. Bộ cá sấu của bé trai màu đỏ này. Đẹp chưa? Đây cho mắt này nó đỡ bị vướng. Hàng Quảng Châu chuẩn nhức nhối luôn. Đẹp rất là đẹp nữa chị nhá.
125.000 em không bán đồ con trai. Nhà em bán 5 năm rồi chuyên đồ bé gái, nhưng mà em lấy về cho bé cho hai thằng cò mặc, thì còn đâu là bỏ ra mấy chị em mình chia nhau thôi. Chứ nhà em thật sự là không chuyên đồ bé bé trai, nhà em toàn đồ bán đồ bé gái thôi. Mẫu này đúng không hay là mẫu nào nhỉ? Thì mẫu bi này còn mấy bộ thì đâu, lấy nốt cảm ơn cho em này, 60.000 bộ. Q1 bé chị bống ok có đơn rồi này. Mở thế á, có xem được không? Xem được chưa? Mã C1 đây mọi người nhá, C1 này. Ở hai bên nó mã này nó giống hình của trứng ấy, xinh lắm. Hai bên này có chun co giãn thoải mái cho em. Cúc quan giữa này, đó. Quần bé bên trong này từ 4 cân đến khoảng tầm độ 13 cân mà ok cho em nhá. Mã này chốt cho em là mã C1 giá 85. C1 85 này. Mẫu bi này chốt cho em là mã bi nâu cho em nhá. Bi nâu. Bi nâu lại giá 60.000. Bi nâu này còn size tầm 9 cân quay lại và size tầm khoảng 10 12 cân còn một bộ nữa này. Mã này em còn size tầm độ 9 cân lùi và size từ 10 cân đến khoảng tầm độ 13 cân mà ok cho em nhá. Giá 60.000. Bi nâu này. Bi nâu em vừa nhắc là bi này là bi màu trắng cho em nhá. Bi trắng cho em này, bi trắng này hoặc là bi nâu cho em nhá. Giá trước các chị là giá bao nhiêu em quên rồi, 60 nhá. 63. C1 cho Phạm Mai ok rồi này. Ở bên này xem được chưa Phạm Hương ơi? Xem được chưa? Mã này chốt là em là mã này mã gì nhỉ? Mã này chốt là em là mã hoa sen nhá, hoa sen này. Hoa sen này kèm một quần này, 55.000 nốt, bán tặng các chị luôn 55.000 này. Hoa sen màu hồng hoặc là hoa sen màu vàng cho em với nhá, hai màu, size từ 4 cân khoảng 13 cân mà ok cho em. Ok Linh dồn đơn 60.000 một bộ bi này. Quần loe này có hai màu mọi người nhá. Quần loe này có hai màu. Quần loe này em có hai màu của bé này. Chơi 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 game tặng quà đi cho nó vui tí mọi người ạ. Yếm bò không còn đâu, yếm bò còn một cái mã này thôi. Yếm bò, yếm dưa hấu nhưng còn có hai cái sao ấy. 79.000 nốt của mã này là hàng 115.000 nhá. Yếm dưa hấu này xinh lắm, trong tường của ảnh bé mặc đấy. Hay tặng yếm dưa hấu đấy cho vui tí đi. Hoa sen vàng bị chị nhóc buồn rồi mà em được bán 99.000 đó. Yếm dưa hấu nhá, 79.000 bán tặng nó như bà làm chó luôn được chưa? Em hầu như đến khi nhà em xả lúc nào cũng là hàng xả lỗ hết. Yếm dưa hấu này như còn có hai cái sao 79.000. Còn mãi còn size tầm 9 cân lùi thôi. Yếm dưa hấu này còn size tầm 9 cân lùi thôi. Yếm dưa hấu này size từ 6 tới 9 cân thôi nhá. Yếm dưa hấu này size từ 6 tới 9 cân là ok cho em. Cẩm giang này ok có mấy cẩm giang 4 cân đúng không? 4 cân này bộ xinh. 4 cân thì vô vàn bộ xinh luôn. Bốn cân của mẫu xinh nhá, em chỉ biết chơi mini game tặng quà các chị luôn. Mẫu này lên được em là mã này là mã gì nhỉ? Mã váy á, mã váy Trung Hoa cho em nhá, mã váy Trung Hoa này. Hoa sen vàng mấy chị nhóc dồn đơn này. Váy Trung Hoa màu kem cho em nhá, chốt giá 99.000 bán tặng các chị này. Mã này lên được em là mã E1 màu hồng. E1 màu hồng cho em nhá, 69.000 nốt, size từ 4 tới 7 cân. E1 màu hồng này. Và E1 này là E1 màu trắng cho em nhá. E1 màu trắng giá 69.000. Em bán tặng các chị luôn mã này, không phải bán giá 69.000, được chưa? Có băng đô, áo váy, quần chip từ 4 tới 7 cân mà ok cho em. Body công chúa size từ 4 tới 6 cân mà ok cho em nhá, giá là 99.000 cho em. Hàng 135 đấy. Body công chúa trắng cho em nhá. Body công chúa trắng từ 4 cân đến khoảng tầm độ 6 cân mà ok cho em nhá, giá là 99.000 cho em này. Em bán em chơi mini em tặng quà đi. Em chơi tặng quà nhá chị nhá, tặng cái gì cho nó đẹp nhỉ? Em để xem có bộ gì được đẹp tí em tặng. Bộ gì mà đủ size cơ? Hay tặng váy hay đi nhá, tặng váy đi cho nó yêu, mặc váy đi cho nó đẹp, con gái mặc váy cho xinh, tặng váy đi. Này đẹp lắm, body công chúa 4 cân 99.000, hàng 135 đấy, ok. H5 á, mà E5 nó không không có mà E5 đâu Hà Còi ơi. Ok chị Cẩm Giang ok rồi. E1 màu trắng bé chị Ruby Nguyễn bé mấy cân nhở? Linh Ruby và Trung Hoa 8 cân ok. Mà này em bán á, mà này chơi chơi tặng đi mọi người nhá. E1 màu trắng 69.000 bán tặng các chị luôn được chưa? Ok, 69.000 hàng đấy, hàng 120.000 đấy. Khi nhà em xả lúc nào cũng là hàng xả lỗ. Được chưa? Tặng váy đấy cho nó xinh mọi người nhá. Cái váy này hiện tại là em tặng, bắt đầu em chơi mini game tặng quà nhá. Váy thủ thủy màu lấy màu gì chị Hồng? Hồng à, màu trắng à. Ok chị. Em chơi tặng đoán số nhá mọi người nhá. Đoán số này. Rô vàng 2 dây á, mà đấy vẫn nhớ à, mà đấy là 40.000. Em chơi tặng quà nhá mọi người nhá. Chơi tặng quà chơi mini game đi. Chơi mini game. Ở trên page mọi người không chia sẻ là em không tặng quà mọi người đâu. Em hôm nay em không chí chơi mini game lắm nên em không cầm tờ tiền này ra đây. Ông may quá. Cầm một tờ tiền 5.000 này ở đây. Đoán từ em chơi tặng quà váy nữa chị nhá, tặng váy cho nó xinh đi. Tặng mãi quần áo rồi, quần áo tặng quần áo mặc thỉnh thoảng mặc váy cho nó đẹp.
chất số cho chị trả hàng được chưa? Em bán cho chị là à không, mà em mã tặng nhá. Mã tặng em tặng 10.000 10.000 cái váy này, 10.000 ở hai bên này của cái nơ rất là đẹp luôn. Các chị đoán số cho em, các chị ở trên page bắt buộc phải chia sẻ, mọi người không chia sẻ em sẽ không không mà lại hết size 8 cân rồi. Hà còi mà này không còn size 8 cân đâu, dâu vàng này không còn size 8 cân đâu Hà nhá, mà này hết hàng rồi. Ít nhất các chị chia sẻ hai lần cho em nhé. Khi em tặng quà em có vào trong phần trang cá nhân em xem, các chị không tặng quà em sẽ không chia sẻ, em sẽ không tặng quà nhé mọi người nhá. Hai số cuối tặng quà không, trên hội không cần đâu mọi người, trên hội không cần đâu, trên hội không cần, trên hội không cần nhá, mọi người chỉ ấn trên hội không cần đâu, trên hội không cần. Em bắt đầu tặng quà nhé mọi người nhá. Em tặng quà một cái váy này, cái này size của bé là từ 6 cân là size bé nhất nên khoảng tầm độ 14 cân. Không cùng nhau không cần, trên hội không cần đâu. Em sẽ vào trong trang cá nhân của các chị, em kiểm tra, như nếu như các chị không chia sẻ hai lần em sẽ nhường cho bạn khác nhá. Trên page bắt buộc mọi người thái một cái like phát, thái một cái like phát. Bắt buộc hiện logo người chia sẻ, em sẽ tặng một cái váy này. Các mẹ muốn chọn size bao nhiêu của con cũng được, bé bao nhiêu cân thì các mẹ lấy size từng đấy cân, được chưa? Mà nhà em có size từ 4 cân là size bé nhất nên khoảng tầm độ 13 cân lùi một cái váy này. Em bắt đầu chơi mini game tặng quà. Không thích lấy váy này. Em bắt đầu chốt những các mẹ nhá. Chơi mini game đoán số. Đoán số. Đoán số nhá. Đoán, các chị đoán từ số 50 đến số 100 cho em. Đoán từ số 50 đến số 100 cho em nhá. Các chị đoán số từ số 50 đến số 100 cho em. Đó. Từ 50 đến 100 quay lại các mẹ nhá. Đoán số, và khi em các mẹ được quà, em sẽ vào kiểm tra đơn, kiểm tra của mẹ, nếu như không chia sẻ được đạt hai lần thì em sẽ không tặng nữa. Thật mã này rất là đẹp của chị nhá, rất là xinh luôn, còn chất xấu của cháu chị được hoàn hàng về, em sẽ bù tiền của cái mã váy này cho chị, em tặng cho chị được chưa? Được chưa? Trên hội thì không cần các chị chia sẻ đâu. Được chưa? Không đúng này, 67 không đúng này, 50 không đúng này. Các chị đoán từ số 56 không đúng này, nhóc 10 không đúng nhá, 60 không đúng này, 81 không đúng, 67 không đúng, 50 không đúng. Các chị đoán từ số 50. Nếu như mà em kiểm tra các chị vào phần trang cá nhân, hiện không hiện hai lần chia sẻ thì sẽ mã này váy này sẽ chuyển cho bạn khác. Ok chưa? 83 không đúng này, 78 không đúng, 83 không đúng rồi, 79 không đúng, 67 không đúng, 76 không đúng, 53 không đúng, 52 không đúng. Em có kiểm tra mọi người nhá. Mọi người ít nhất phải chia sẻ cho em hai lần. Em kiểm tra các chị chia sẻ hai lần, nếu như các chị không 76 không đúng, không chia sẻ đạt được hai lần em nhường váy này cho bạn khác. 55 không đúng này, 57 không đúng, 72 không đúng, 95 không đúng, 59 không đúng, 66 không đúng, 55 không đúng, 65 không đúng, 68 không đúng, 89 không đúng. Không cần đâu như Quỳnh ạ. 87 88 không đúng. Em kiểm tra các chị nhá, em kiểm tra các chị không đạt được đủ hai lần em chuyển cho bạn khác đấy. Mà cái váy này chất số chị được hoàn lại hàng với cho em. Chốt cái giá chị mã này bán tặng chị 10.000, 10.000 bằng một cái mini một con. 88 không đúng, 48 không đúng, 67 không đúng, 92 không đúng, 68 không đúng, 58 không đúng, 65 không đúng, 66 không đúng, 90 không đúng, 54 không đúng, 86 không đúng, 67 không đúng, 68 không đúng. 68 không đúng. Ấy da. 69 không đúng, 91 không đúng, 92 không đúng. Các chị đoán số từ số 50 đến số 90 mọi người nhá. Đoán từ 50 đến 90 thôi. Mọi người đoán số từ 50 đến 90 nhá. Từ 5 đến 9 thôi, đừng có đoán 40. Từ 50 đến 90 mọi người nhá. 98, ôi dồi ôi, Kim Thoa ok, Kim Thoa ghi bình luận của Kim Thoa. Kim Thoa được rồi này, Kim Thoa 98 này, Kim Thoa 98 nhá. Kim Thoa số 98 cuối này, Kim Thoa nhìn thấy không? Một số 9 này, một số 8 cuối này, 98 cuối nhá. 100 không đúng, 98 đúng rồi, 98 của Kim Thoa đúng rồi nhá. Em bắt đầu xem của Kim Thoa. Đợi em tí, em kiểm tra của Kim Thoa. Kim Thoa lấy bé bao nhiêu cân đấy? Kim Thoa của bé bao nhiêu cân đấy? Kim Thoa ơi. Kim Thoa đâu rồi? Kim Thoa lấy bé bao nhiêu cân đấy? Kim Thoa chia sẻ 3 lần, Kim Thoa chia sẻ 4 lần. Kim Thoa chia sẻ 4 lần này mọi người nhá. Kim Thoa một lần này, hai lần, ba lần, lần thứ 4. Ok, Kim Thoa đã được này, váy này
Huyền Mỹ chị không đọc, chị thật sự chị không nhìn thấy luôn đấy. Của Kim Thoa nhìn phát là chị ấn luôn. 98 đúng này. Kim Thoa ghim hộ chị là đã được tặng váy hộ chị với nhá. Kim Thoa, nhóm vừa nói Kim Thoa được rồi, 98 không thấy luôn. Kim Thoa à, nhầm, như Quỳnh chị không thấy luôn. Chỉ nhìn thấy một máy, máy này bạn Kim Thoa lên phát chị ấn luôn ấy. Nhìn thấy phát là chị ấn luôn. Chị vẫn nhìn thấy nhưng mà không thấy ai, không có không thấy của Thúy Hạnh comment luôn. Chỉ thấy nhìn của Kim Thoa đầu tiên phát chị ấn luôn. Đúng bạn nào lên phát là chị ấn luôn bạn đấy luôn. Đó. Kim Thoa ghi là chị đã được tặng váy cho chị với nhá. Đã được tặng váy và chọn thêm đồ chị tặng quà. Được xinh chưa? Chốt số cho trả hàng quay lại được chưa? Váy trắng 2 giây rút vàng kia bao nhiêu? Váy trắng 2 giây rút vàng mã nào nhỉ? Váy trắng 2 giây rút vàng là mã nào ta? Váy trắng 2 giây là mã này à? Hay mã nào nhỉ? Chị hỏi em mã này đúng không? Cái set này đúng không nhỉ? Ok rồi, Kim Thoa vào trong Messenger Nick Hà Hòe nhắn tin cho chị là em được tặng quà và chọn thêm đồ nhá. Đó. Mã này là mã 85.000 cho em. A11 màu vàng cho em nhá. Mã này bao xinh cho chị rồi. Đó, mã này để mặc lên cực kỳ đẹp luôn mọi người nhá. Mã này rất là xinh luôn. 2 giây mặc vừa mát vừa xinh. Size của bé cái này là từ bao nhiêu cân nhỉ? Cái này là size từ 6 cân đến khoảng tầm được 14 cân cho em nhá. A11 màu vàng này. Hoặc mẫu này là mẫu A11 màu hồng cho em nhá. Hai màu. Size của bé là từ 6 cân là size bé nhất đến khoảng tầm độ 14 cân quay lại nhá. Chốt cho em là mã A11 màu vàng hoặc là mẫu A11 màu hồng. Có những ngọc mai có set 77 cân rất là nhiều luôn. Mã này chốt nốt này. 89.000 set 3 chi tiết 135 sale nốt này. A13 màu trắng nhá, một quần chip, một áo váy, một băng đôi như này chốt là giá. Mã này size từ 4 tới 7 cân mặc ok cho em. Có buộc nơ bán bao nhiêu đấy á? Váy buộc nơ đây là bán 99.000. 99.000 nhá, vì nhiều máy này là bán 120 đấy. Chị nào mà hay xem em chất nó rất là đẹp luôn vì mình được bán em bán 120.000. Mã này chốt là em là má cái gì nhỉ? A13 màu trắng size từ 4 tới 7 cân. Từ 4 tới 7 cân nhá. A13 màu trắng cho em hoặc là mẫu A13 màu hồng từ 4 tới 7 cân mà ok cho em. Chốt là giá 90 à nhầm 89.000. Giá 89.000 nhá, 89.000. Mẫu này là mẫu A13 hai màu giá 89.000 này. Mẫu hoa nhỉ, đây chốt nó có chị nốt là 59.000, bán tặng luôn rồi mẹ nào mà hay. Ôi, chưa Lan ơi, hình như là chưa đâu. Đơn em bị hết cái bộ bi vàng đấy rồi, Lan ạ. À. Quần loe lại đi ok, anh Nguyệt đợi xíu nhá. Mã này em bán chị nào mà hay mua hàng em ấy, biết mẫu này em bán giá 99.000 luôn. Vì mà em nhập vào chị là giá 85.000, chất mọi người nhìn này, nó rất là mát. Chất số cho trả hàng được chưa? Em bán cho chị là giá 99.000 là giá em bán ra, nhập vào là giá 85. Hôm nay bán tặng cho chị luôn 59.000 được chưa? 59.000 cho em nhá. Hoa nhí màu hồng 59 không có đâu Hà Luli ơi. Hoa nhí màu đỏ cho em nhá, giá là 59.000 được chưa? Bán tặng cho chị size từ 4 cân mà em siêu lỗ luôn, chốt số cho trả hàng với shop. Size từ 4 cân đến khoảng tầm độ 13 cân có size cho em nhá, từ 4 từ khoảng tầm độ 13 cân mà ok. C18 cân ok rồi này. Kim Thoa cái okay, khách quen được chưa? Giá là chốt giá là bao nhiêu nhỉ? 59.000. Size từ 4 đến khoảng tầm độ 14 cân, chốt này mà số phát cho chị hoàn lại hàng về luôn. 59.000 quần loe đấy á, quần loe này lấy nhá, quần loe lấy hai quần loe. Quần loe thì có hai màu, một màu hồng với lại một màu đen. Quần loe 100.000 trên hai quần. 100.000 trên hai quần quần loe đấy nhá. 100k trên hai quần loe này. Đây, rất là đẹp luôn. Quần loe này màu hồng này hoặc là quần loe màu đen cho em nhá. 100k trên hai quần của bé này. Size A10 có hai màu mà Lan nó chỉ có hai màu đấy, màu hồng với màu đỏ đấy, em lấy màu nào cũng được, chỉ có hai màu thì tí lại lại cho xem màu. Đó. Quần loe này mặc cái bao xinh rồi, mẹ nào mà hay mua hàng em mà cũng tưởng em xem của ảnh của khách nhìn mặc rất đẹp luôn. Quần loe này có hai màu nhá, một đen hai hồng. Một là màu đen hai là màu hồng, 100.000 trên hai quần. 100k trên hai quần nhá. A10 có, Q1 có rồi. A10 màu đỏ đi, ok được. Màu nào cũng được, chỉ có hai màu lấy màu nào thì lấy. 100.000 trên hai quần loe này, mã con này loe này mặc rất là xinh mọi người nhá. Quần loe này có hai màu, một là màu đen, hai là màu hồng. Các chị vào trong tường nhà em sẽ nick hào hòe. Từ từ đã xem nào. Trái tim băng á. Trái tim băng chốt hàng bao giờ nhỉ? Ok ok anh Nguyệt, ok anh Nguyệt rồi, ok anh Nguyệt rồi. Ngọc Diệp những đơn của em đi hàng rồi mà, Ngọc Diệp ơi đơn của em mới mới đặt đây đúng không? Đi hàng rồi đấy Ngọc Diệp nhá. Ánh Nguyệt ok có đơn rồi Ánh Nguyệt ơi. Ánh Nguyệt ok có đơn rồi, các mình một lần thôi chị nhìn thấy rồi. 100.000 trên hai quần. Một quần là giá 60 mọi người nhá. Một quần là giá 60, lấy hai quần là giá 100.000 trên hai quần.
Mã này thì mặc rất là đẹp luôn mọi người nhá, mặc rất là xinh luôn. Ống quê đây, loe loe hai màu. Đây A10 này có hai màu đấy, giá là 59.000 bán tặng luôn các chị nào mà hay xem like nhà em thì biết luôn. Đó, chốt số cho hoàn hàng về lấy được chưa? Đó. Mã này mặc rất là đẹp luôn ở hai bên này, có chun của nó co giãn thoải mái. Trái tim băng á, cho chị lại số đi sau tí cho chị nhầm số mai chị cầm trang lại cho chị xem. Ở bên này nó có hai cái nơi nhá mọi người nhá, chốt là giá 59.000. Mã này chốt là em làm A10 màu hồng hoặc là A10 màu đỏ cho em nhá. Rất là xinh luôn, chốt số cho hoàn hàng. Vì mã này em trước bán là 120.000 đấy. Bán tặng khi nhà em xả lúc nào là có hàng xả lỗ luôn. Đừng chị ơi, đừng chốt là mã váy hoa nhỉ, chốt là em là mã A10 nhá. A10 có hai màu đỏ với hồng. A10 này có hai màu đỏ với hồng cho em nhá. Chốt là em là mã A10 màu đỏ này. Đó, hoặc là màu A10 màu hồng cho em nhá chị Tiên Nguyễn ơi, hoặc là kiểu cái là bộ đấy, bộ hoa nhỉ, chốt là em là mã bộ hoa nhỉ cho em nhá. Mã này thì bao đẹp rồi, 2 giây mặc mát cực kỳ luôn. Quần loe hai cái, một em màu hồng với Ruby Nguyễn ok rồi này. Trái tim băng cho chị lại số đi. 59.000 bán tặng ra chợ chất để tóm lại chất số trả hàng được luôn. Không có size 6 cân đâu. Cái mẫu quần loe đấy nó size từ 7 cân. 6 cân mà hơi dài đấy, từ 7 cân. Quần loe một em bé chị Lisa Lê ok chị. Quần loe này là 100.000 trên 2 quần. Size của bé là từ 7 cân. Đừng 6 cân mặc dài lắm, đừng lấy 6 cân mặc quá dài luôn. Đâu để em cho chị xem ảnh của bé mặc nhá. Một khách mặc này xinh xỉu luôn. Đâu nhỉ? Bạn ấy mặc đẹp lắm. 7 cân là size bé nhất. 7 cân là size bé nhất nhá. Quần lôi hai cái thảo dính là 100.000 trên hai quần, chất số cho trả hàng. A10 hồng bé 8 cân mẹ chị Tiên Nguyễn rồi này. Đây. Khách này em mặc này, quần lôi này. Đẹp lắm, 100.000 trên hai quần bạn ấy mặc luôn đấy. Đây. Đóng bỉm lên. Rất là xinh luôn, quần loe mặc rất là đẹp luôn mọi người nhá, mặc qua gối một tí thôi. Đấy bạn khách mặc này, xinh chưa? Một quần loe mặc với áo kiểu áo này thì mặc áo, cái kiểu này thì mặc áo nào cũng được mọi người nhá, mặc áo nào cũng được luôn, rất là dễ. 100.000 trên hai quần loe này cho em nhá, 100.000 trên hai quần. Chất số cho trả hàng về. Váy hoa chị đang cầm màu á, ở đây 59.000 nốt, mã này còn có ít hàng thôi, bán tặng cho các con luôn. A10 màu hồng. Chất số cho hoàn hàng với hộ em với nhá, chất số cho trả hàng về. A10 màu hồng cho em nhé. A10 màu hồng, cái là size to nhất khoảng tầm 15 cân đấy. Thảo dính ok rồi. Cái này là màu hồng nhá. Cái em đang cầm màu hồng là size to nhất là 15 cân. Còn size bé nhất là size 6 cân. Bé nhất là em đang cầm luôn này mọi người này. 6-7 cân đấy, tầm 6 cân sợ mặc hơi dài. Tầm 7 cân mặc sẽ đẹp hơn, mặc sẽ vừa luôn. Đó, A10 màu đỏ này, xinh chưa? Mặc này mặc cực kỳ mát lại xinh. Mặc ở nhà cũng đẹp, hoặc mặc đi học cũng đẹp. Ở hai bên này này, có chun co giãn thoải mái cho em. Đó, A10 màu đỏ hoặc là A10 màu hồng nhá. Xem em xem quần đi á. Bộ tím coi thử hay bộ tím gì nhỉ? Bộ nào nhỉ? Hôm nọ quên đặt cho một bộ đây là không gọi ấy, đọc một cái quần sao chả gọi nữa, đọc một bộ chả muốn gọi. 100.000 quần, bé nào trộm vía, mông to đít to mặc ok. Quần này riêng, quần này cân tất. Chị em nhận được đồ rồi, đẹp lắm. Cảm ơn Hoa Kim nhiều, cảm ơn em nhá. Cho chị ghi một cái bình luận của em cứ nhá Hoa nhá. Thank you em nhiều. Được chưa? Mà này chốt em là mã quần loe cho em 100.000 quần, chất số cho chị hoàn hàng em với nhá, chất số cho trả hàng này. Mà này chốt em là giá 89.000 cho em nhá, chốt em là mã này là mã 89.000. Mã này lên đơn là em là mã chip vàng cho em, chip vàng giá 89.000. Chị Trà Giang ơi, các bạn cho là hai quần loe em với nhá, một quần giá 50, hai quần là 60 một quần. Có chip này, có băng đô nữa. Mã này có cả băng đô nhá. Chốt các chị là mã này là giá 89.000 cho em chip vàng. Băng đô ở đâu nhỉ? Băng đô đây. Chip vàng cho em nhá, chip vàng là giá 89.000 cho em, bán tặng các chị luôn, 89.000. Một quần một áo chip như này cho em nhá, chốt được em là giá 89.000 cho em này. Xinh chưa? Một quần chip, một băng đô, một áo như này cho em vừa nhá. Một chip, một băng đô và một áo như này cho em chốt là giá 89.000, mã này bao xinh các chị luôn. Đó, yêu chưa? 89.000 cho em. Quần của nó yêu lắm các mẹ nhá, quần của nó rất là xinh luôn. Quần có những dạng váy tầng đẹp lắm. Tím đó mọ lấy hết hàng rồi nhá. Quyên ơi, mạng này không còn đâu. Quyền Phạm Thị mạng này không còn đâu. Cũng tím hết. Chip vàng giá là 89.000 một bộ. Size của bé là từ 6 khoảng tầm độ 13 cân. Ok cho em nhá. Chip vàng ok chị Trần Giang, hai quần loe của bé này. Ok chị, 100.000 trên hai quần. Em qua mẫu khác nhá. Cái mã nào đây? Mã nào đây nhỉ? Kiếm dư hấu A. Cái mã nơ đen này còn mấy bộ chị nào lấy cân đừng cho em này, mã nơ đen này. Mã này thì còn size bé. Ôi trời rồi.
bạn ấy mới mới xét xin xào đi. Ok, mã này trước là em là mã gì đây nhỉ? Mã này mã nô đen cho em nhá, 85.000 nốt cho em này. Mã nô đen nó là một cái dạng váy này, quần chip của bé bên trong như này cho em nhá, giá là 85.000 cho em. Lên đơn này em là mã nô đen cho em nhá, nô đen cho em này, 85.000 nốt này, 85.000. Size 4 cân là size bé nhất nhá, lên khoảng tầm độ 12 cân lùi thôi, 12 cân lùi cho em nhá. Mã váy nô đen cho em, nó là dạng hoa nhí màu đỏ rất là đẹp luôn. Nô đen cho em nhá, giá 85.000 này, nô đen giá 85. Mã bèo này còn size bé. Thì mã bèo này em còn size bé lắm, bé từ 4 đến khoảng tầm độ 7 cân mà ok cho em nhá. Bé từ 4 đến khoảng tầm độ 7 cân lùi mà ok, mã này cho em chốt giá 69.000. 69. Sáu chín nghìn hai màu. Màu này rơi vào đây mà. Mã này còn size bé hết sạch size to mất rồi. Mã bèo này, mã bèo màu vàng cho em nhá. Bèo màu vàng này hoặc là mã bèo này là bèo màu nâu cho em nhá. Giá 69.000. Một áo này, một yếm này, một băng đô rồi như vậy cho em nhá. Giá 69.000 cho em. 69.000. Một mẫu K1 của em với nhá. K1 cho em nữa này. 59.000 nốt cho em nhá. Váy đấy. Mã K1 màu cam này hoặc là mẫu K1 màu vàng như này cho em nhá. Chốt của em là giá 59.000 cho em K1 vàng. Mã này có size tầm 10 cân lùi thôi, hết sạch, mã này size to mất rồi. 10 cân lùi cho em nhá. K1 màu cam hoặc là màu vàng của em với nhá. K1 vàng hoặc là màu cam cho em. Như Quỳnh ơi, có thể em nhá, Như Quỳnh nhá. 59.000. 59k cho em với nhá. K1 của em với nhá. K1 này. Mẫu này chốt là em là mã váy nhá. Mã váy nơ vàng thì mã váy nơ hồng cho em nhá. Là 99.000. Bèo vàng này còn size bé lắm ấy, từ 4 tới 7 cân thôi nhá. Khả Hân đã đi rồi, đi lâu rồi, đi từ hôm qua cơ. Mã chị gì nhỉ? Chị Tiên Nguyễn ơi, lên đơn em là mã bèo vàng cho em với nhá. Mã này lên đơn là em là mã bèo vàng cho em, đừng có mình là yếm. Lên đơn em mã bèo vàng cho em nhá, bèo vàng 69.000. Ba chi tiết chất số cho trả hàng về, mã này em chất bán mã 115.000 đấy. Mã bèo vàng nhá chị nhá. Mã này lên đơn là em là mã váy nơ vàng cho em nhá. Mã váy nơ vàng này hai bên này nó có hai cái nơ rất là xinh luôn. Chốt cho chị là giá 99.000. Bao đẹp luôn, 99.000 một váy cho em nhá. Chất rất là đẹp. Mã váy nơ vàng cho em này hoặc là mẫu váy nơ hồng cho em nhá. Nơ màu hồng cho em size tầm khoảng 13 cân lùi cho em. Rồi, Khá Hơn đơn của em đi rồi, chị ngủ rồi Khá Hơn ơi. Đơn em đi rồi. Mã này lên đơn em là mã C1 cho em nhá. C1 là giá 85.000, từ 4 cân khoảng 13 cân mà ok cho em nhá. Giá 85. Dồn đơn nó lên 70 cân ok chị rồi này. Chị Thùy Giang ơi, đặt hàng bao giờ nhỉ? Chị Thùy Giang nhỉ? Đặt mấy hôm đúng không? Cho em lại số đi, cho em lại số đi, em kiểm tra xem nào. Xem lại K1 vàng đợi em tí. Lisa Lê nghe nick quen quen mà không biết là có phải là khách quen nhỉ, mình mới đổi ảnh đại diện. Mã này chốt đơn của em là mã C1 cho em, mã này bao xinh các chị luôn. Mã C1 này, C1 này size từ 4 cân đến khoảng tầm độ 13 cân có size cho em nhá. Đó, 85. Để bán nốt thôi vì mã này sell nốt. Đây, không bằng giá nhập hàng luôn. 59.000 nốt này. Lên lên thôi em là mã K1 vàng cho em nhé, xinh lắm. Hiền Sún. Hiền Sún đơn hoàn về rồi, chị bóc hàng mà chị đã xả rồi Hiền Sún ạ. Đơn hàng của em bị hoàn về rồi. Hoàn về rồi Hiền Sún ơi. Em 21 chị á. Thì rõ ràng nơ vàng 18 cân ok rồi, váy nơ vàng bé chị Tiên Nguyễn ok rồi, C1 bé chị Xuân Hiếp lên ok chị. C1 12 cân dồn đơn ok Út Lan rồi, đúng rồi. Thùy Giang, chốt cho em lại số đi. Lisa Lê, tại vì em mới đổi ảnh này diện hay sao ấy, chị không nhận ra luôn. Nick thì nhìn quen quen lắm luôn ấy. Nick nhìn rất là quen nhưng mà ảnh này diện thì nhìn mãi mà không dám nhận ra. Đây, 59.000. Mã này như mã này là bán lỗ luôn đấy. K1 màu cam này hoặc là màu vàng nhá, giá là 59.000. Ok Xuân Hiếp ok, có đơn 18 cân ok rồi. Chất số 2, chất số phát cho hàng hoàn về luôn. 85.000. Này bao xinh. Quần này, áo này chất rất mềm mọi người nhá, nhìn này. Mềm nhũn nhuôn luôn. Đó. Giá là 85.000 cho em, C1 này. Còn mỗi này là mẫu K1 vàng 8 cân có nhá. Đủ size bé từ mã này size từ bé là tầm độ 5 cân. Lấy khoảng tầm độ 13 cân lùi thôi. C1 ok Ngọc Mai, chất số cho trả hàng về luôn. K1 vàng Huyền My ok rồi. Em vừa nhận được 3 set mà nhà mình xinh lắm ạ. Cảm ơn Hồng Hạnh nhiều nhá. Cảm ơn em rất là nhiều ủng hộ chị với nhá. Thật sự hôm nay Facebook nhiều lắm nhưng mà chẳng có chỗ nào để ghim luôn ấy. Không biết ghim chỗ nào luôn. Bạn ấy comment mọi người comment nhiều quá, không biết xứ mới ghim ở đâu. Nhưng mà gửi đến mọi người một lời cảm ơn thật sự luôn ấy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Nhận được hàng rồi lại Facebook lại cho em nữa.
Ok, vậy chị Quân Ngọc mã xem 178 cân tất số kia cho trả hàng. Em vừa nhắc hình của trứng đẹp lắm. Rồi, mã lên đơn này em là mã A11 cho em nhá. A11 màu hồng với màu vàng cho em này, hai màu này. Em đi bộ này mặc rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đây này. Đẹp cực luôn, vừa mát lại vừa sexy. 89 ưng. Ok, Huyền My rồi. Nhầm nhầm nhầm, 85.000 cho em nhá. C11 C A11 màu vàng này hoặc là màu A11 màu hồng cho em nhá. Chốt em là giá 85.000, được chưa? 85.000 này. Mã hoa nhỉ đây. Tôi nói các chị nào mà hay mua hàng thì em còn nhớ mà này em bán 99.000 đấy, thật sự luôn. Chưa bao giờ bán mã này 59.000, em bán tặng các chị thôi vì nhập vào 600 bộ một phát, ôm tận một phát 600 bộ mã này. Nhập vào là giá 85.000. Khi mà ôm nhiều như thế mới được giá 85.000 đấy. Bình thường em bán 99.000, giờ bán các chị là nốt bao nhiêu nhỉ? 59.000. Chị nào mà hay mua hàng thì em nhớ luôn cái mã này em bán chị là 99.000, chất số cho bom hàng hộ em rồi nhá. Các chị kiểm tra hàng thoải mái cho em được chưa? Xem chất đèn mát như lời em nói không? Một quần này, một áo bên ngoài cho em. Size từ 4 cân đến khoảng tầm độ 13 cân là có size cho em nhá. Nhầm, 14 cân núi cho em. Size từ 4, ok anh Nguyệt rồi này. Size từ 4 cân khoảng 14 cân có size cho em nhá. Ok chị Thùy Giang, K1 vàng, K1 cam bẻ 8 cân, ok chị 59.000. Những cái mẫu mà em bán dưới 70, 75.000 là hàng sale rồi đấy. Mã lên đơn thì em là mã hoa nhí màu đỏ cho em nhá. Hoa nhí màu đỏ này, hoa nhí màu hồng này từ 4 đến khoảng tầm độ 14 cân, ok cho em nhá. Chốt em là giá 59.000 cho em. Hoa nhí hồng 59 và hoa nhí đỏ 59.000 cho em nhá. Chốt số cho trả hàng được chưa? Giá 59.000 này, đây thì bao xinh luôn. Ồ. Đây bộ này bộ xinh này. Bộ này lên đơn em là bạn theo cho em nhá, 109.000. Nơ hồng 18 cân anh Nguyệt có đơn rồi anh Nguyệt ơi. Em có đơn rồi. Mã này chốt đơn rồi em là mã thêu vàng cho em nhé. Hàng thêu lúc nào cũng là 135.000 hết. Giờ bán chị là còn có 109.000. Được chưa? Mã lên đơn này em là mã thêu vàng cho em nhé. Hoa nhí màu đỏ 13 cân bé chị Huyền Trang Phạm, ok rồi này. Lên đơn này em là mã thêu màu vàng cho em. Thêu vàng cho chị là 109.000, được chưa? Từ 135 xuống 109.000. Mã thêu màu hồng cho em nhé. Thêu màu hồng nữa này, theo hồng này, một chip này, một váy này và một băng đôi như này cho em với nhá. 109 từ 4 cân khoảng tầm độ 14 cân lùi cho em nhá. 14 cân quay lại cho em. Và theo màu trắng nữa này, cũng là 109.000 luôn. 109.000 cho em nhá. Cái này size của bé là từ 4 cân là size bé nhất này lên khoảng tầm độ 14 cân lùi mà ok cho em nhá. Theo màu trắng 109 này, theo màu hồng 109 này và theo màu vàng cho em nữa nhá. 109.000 cho em. Ba tông màu này. Mỗi lần là mẫu hoa sen cho em nhá. Hoa sen này chốt em là giá 55.000. Rồi bán vừa tặng các con luôn. Đó, quần của bé đây. Quần của bé đấy nhá mọi người nhá. Quần này size rất là bé luôn, từ 4 cân tới 13 cân mọi người nhá. Quần form này nó là hàng form nhí, từ 4 cân là size bé nhất rồi. Lên khoảng tầm độ 13 cân mà ok cho em. Lên đơn có thấy á, Thùy Trang nhá. Thùy Trang ơi, có thấy Thùy Trang. Có thấy Thùy Trang nhá. Hôm nay chị nhận được hàng rồi mà bốn em quà bảo tặng sang đan trắng. Ô, chị Thiện Nhân á, sang đan trắng hôm nọ. Chị Thiện Nhân sang đan trắng nhưng mà em đây để em xem nào. Hôm nay em có ghi tên của chị không nhở? Cái đôi sang đan trắng này em không, hình như là cái hôm đấy em có chốt đơn cho chị không mà tên của chị em có ghi vào không ý. Không 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 có đâu. Theo là 109.000 nhá. Ô chị Hương Sún á. Chị Hương Sún. Ôi ghi tên của chị Hương Sún hình như là em có thấy. Chị Hương Sún hôm nọ em có ghi tên của chị vào không nhỉ? Thường thường là em có ghi tên vào giày đấy. Không biết là bạn nhân viên bạn ấy có đơn vào không. Nếu mà như thường thường là nó có tên của ai là bạn ấy sẽ nhận vào chị ấy. Thôi để lần sau em bù cho. Kiều Diễm ơi, em chưa gửi hàng đâu. Kiều Diễm ơi, có size 7 cân nhá. Thùy Trang ơi, có giày dép em không. Chị Ngân ơi, em không. Chị Ngân nó hơi bị nghiện mua đồ ấy. Ồ, thế chắc là bị nhân viên em ấy rồi. Nhân viên em nó không cho vào rồi. Để hôm nào lấy gì em bù cho. Chị Ngân đỗ hơi bị nghiện mua đồ đấy. Suốt ngày mua, một tháng với chị mua 3 lần nữa. Quần loe đây Thủy ơi, quần loe đây, 100.000 trên 2 quần. 100.000 2 quần nhá. Màu hồng với màu đen. 100.000 trên 2 quần này sẽ tầm khoảng 16 cân lùi, 17 cân lùi. Ok thì nó là hàng dạng lỡ. Mặc qua đùi gối một tí thôi. Ô.
Thế chắc là bị sót đơn chứ quần em vẫn còn mà. Bộ đấy em vẫn còn mà thôi, để hôm nay em gửi bù cho được. Em sẽ ship cho. Có thế em có Như Quỳnh có thấy nhá, xem bộ hồng cạnh bộ thủy thủ. Ok rồi, đợi xíu Như Quỳnh nhá. Đấy em tí nhá chị Huyền nhá, để em tí. Đây, chị nào bảo em quần loe đây nhở, 100.000 trên hai quần. 100.000 hai quần nhá. Mã là mã Q1 của em rồi nhá, mã Q1 này. Mã Q1 này em còn size của bé là từ 7 cân khoảng tầm độ 16 cân mà ok cho em nhá. Q1 với giá là 99.000 cả một bộ như này luôn cho em. Nốt 99.000 này. Đây là mã 07 của em rồi nhá, mã 07 là 150. Còn đây là mã 09 cho em nhá, mã 09 vẫn là 150. Mã 09 này. 16 cân còn đấy bà ơi. Diễm bây giờ chị không nhớ đâu nên chắc là bị sót rồi, chốt lại hàng đấy chị phe ship cho. Mã là mã 09 cho em nhé, mã 09 150 này. Mã 07 này sát tầm khoảng 15 cân lùi cũng là 150 này. Còn đây là mã Q1 cho em nhé, nốt 99.000 vì mà em còn ít hàng thôi, xem nốt 99.000. 99.000. Mã này còn size bé lắm, mã này màu vàng thì còn, màu trắng thì em đợi em đi một, này còn có 3 bộ thôi. Màu trắng thì còn màu trắng này còn size tầm khoảng từ 7 cân khoảng tầm độ 12 13 cân. À tôi có gì thì là bé trai ấy chị. Mà 07 8 cân hai quần loe đen em ok chị, sao em gửi bố em phê ship cho được. Sorry chị nhá. Còn cái này là mã gì nhỉ? Mã A3 màu vàng thì em còn size từ 6 cân khoảng tầm độ 15 cân. Váy hoa hàng, váy hoa hồng hàng thứ hai bao nhiêu á? 59.000 thôi chị, mà đến bán 59.000. Ok chị, cho em lại số đi chị, thiệt nhân đâu cho em lại số đi. Sorry chị nhá, chắc là bị nhân viên Nhật thiếu vào thôi. Vì đơn để là nhân viên Nhật hay Nhật hàng ấy. Thì mã này chốt đơn là em là mã A3 A3 màu vàng. A3 màu vàng cho chị 79.000 nốt nhá. Thật sự em bán mã này bán siêu lỗ lắm rồi đấy. Vì em thấy các chị like tận 115.000 nhưng em bán giá 89.000 rồi bán chị 79.000. A3 màu vàng này size từ 6 cân khoảng tầm độ 15 16 cân em còn này, 16 17 cân lùi tầm đấy, cứ size tầm 17 cân lùi tầm độ 4 tuổi quay lại cho em nhá, 4 tuổi lùi thôi. A3 màu vàng cho em nhá, size từ 6 cân khoảng tầm độ 17 cân lùi mà ok cho em. Ok chị Ngân Đỗ, chị mua hơi nhiều, em biết là một tháng chị mua bao lần luôn ấy, chứ không phải chị em chị mua đồ mặc không có hết. Mã này chốt ơn này em là mã A3 màu trắng này. A3 màu trắng này còn size tầm độ khoảng 12 cân lùi cho em nhá. A3 trắng này còn size tầm khoảng 12 cân lùi này. Còn mẫu này là mẫu A3 màu hồng mình size tầm 9 cân lùi thôi. A3 màu hồng mình size tầm 9 cân lùi này. Chị Hiền Trần ơi chị lấy màu gì đấy, có 3 màu đấy. Màu hồng này còn size tầm 9 cân lùi nhá. Màu trắng này còn size tầm độ 12 cân lùi và màu vàng thì còn size tầm khoảng 17 cân lùi mà ok cho em. Mã này cho bé mặc đi học rất là mát luôn và tiện. Ok, quần loe đen 17 cân ok và 13 cân có nhá, kiểu diễm nhá còn. Mã đấy là chị Thiên Bình, mà đấy là gì nhỉ? 85.000, bộ bút body 85 nhá. Ok chị, ok. Ừ đúng rồi, có một ừ đúng rồi, Minh Thúy ạ, à, đúng rồi. Bút body đấy là mã C1 là giá 85 nhá. Ok, và chị Hiền Trần. Chất rất là đẹp, các chị được kiểm tra hàng, thật sự mã này em thấy các chị like tận 115.000. Nhưng nhà em bán lúc nào cũng là 89.000. Vì em lại thật sự lại rất là ít luôn. Lại rất là ít, chủ yếu là bán lấy khách của chị thôi. Còn chất số chị đâu hoàn lại hàng về. Các bà lại tận 115.000, em bán chị 89.000 và hôm nay bán 79.000 cho nó hết. Ok chưa? Bé mặc này thì bé mặc đi học rất là đẹp luôn, hoặc là mặc ở nhà rất là mát. Còn chất thì các chị được kiểm tra hàng của em với nhá, vì nó đồ đúi lạnh mà, không có chất số, sờ cũng rất là mát luôn. A3 màu vàng, size bé từ 6 khoảng 15 cân mà ok cho em. Hoặc mỗi lên lên hoặc em là mà A3 màu hồng size tầm độ 9 cân lùi và A3 màu trắng. Ok bà Thúy chốt rồi nhá bà nhá. Và A3 màu trắng size tầm khoảng 12 cân lùi mà ok cho em giá 79.000. Ok anh Nguyệt chốt đơn màu vàng ok rồi, anh Nguyệt ok rồi này. Ok chị Thiện Nhân nhá. Ok bà Minh Thúy có một quần đen rồi. Bà chốt rồi nhá Minh Thúy ơi, bà chốt rồi nhá, bà có đơn rồi nhá. Bà này mặc cái học cũng đẹp, mặc ở nhà cũng đẹp luôn. Đây, mẫu này mẫu C1 giá 85.000. A3 màu vàng rồi đơn bé chị Huyền, ok chị. Rất là đẹp lắm. Nhà em tóm lại mùa hè này em toàn lấy chất mềm cho bé mặc cho sướng thôi. Vì nhà em cũng có con bé em biết mà. Mặc rất là chất rất là mềm luôn. Em đi nhập hàng chất đẹp em mình lấy về không lấy hàng linh tinh đâu. À linh tinh lằng nhằng mất khách luôn ấy. Ôi giời ơi. Em còn mẫu khác nhá. Mã C1. C1 là giá 85.000, hình quả trứng rất là xinh luôn. Hai bên này có chun co giãn thoải mái cho em, giá là 85.000. Ok Như Quỳnh. Số 2 là bé tầm khoảng độ nó tùy mẫu ấy chị.
Còn mẫu là đánh form to một tíu là tầm 9 cân lùi. Còn mẫu là tầm độ số 2 là 7 cân lùi. Nó tùy theo form ấy chị, tùy mẫu ấy, tùy mẫu. Có mẫu thì số 2 tầm khoảng 9 cân lùi, còn mẫu số 2 tầm 7 cân lùi. Đó. Mấy cái tóc này nó vướng quá, kẹp lên sát. Cái sát này lên đơn này em là cho xem bộ hoa sen vàng bao nhiêu á. Bộ hoa sen vàng là giá 55.000 nha chị nhá. Hoa sen là giá 55. Em còn ít hàng mà này bán nốt, bán tặng các con nốt thôi, vì mà này trước bán giá khác ấy. 55.000 nốt vì còn mấy bộ. Một quần loe đen 7 và 13 cân ok rồi, lên kiểu diễm ok rồi. Có nhìn thấy chị Hiền Trần nhá. Chất đẹp mà. Miễn sao là mùa này mặc rất chất đẹp, đẹp một tí, mát 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 một tí cho dễ chịu, nóng lắm. Vừa đẹp vừa mát. Em xem vải trắng hàng trên cùng ok. Mã hoa sen màu hồng với màu vàng chốt chị là giá 55.000 thôi. Vì mã này em bán ít, còn mấy bộ bán tặng nữa chị hết 55.000. Em đã xả lỗ luôn đấy. Mát cực luôn vì nó đồ đũi mà. Đồ đũi lạnh chất lúc nào cũng là hàng mát nhất luôn. Đồ đũi lạnh giá là 55.000. Em bán rẻ nhất vì các bộ luôn đấy. Sự có mỗi em xả lỗ, tôi nhập 85 mà bán chị có 55.000 thôi, 59.000 thôi. Bán sale nốt. Hoa sen nốt 55.000 cho em. Hoa sen màu vàng hoặc hoa sen màu hồng cho em nhé. Chốt đơn của em là hoa sen vàng hoặc là hoa sen màu hồng. Em có size từ 4 cân khoảng tầm độ 13 cân lùi cho em nhé. Giá là 55.000. Chất số của chị có thể là bom hàng về cho em. Ok chưa? Hoa sen của em với nhá chị nhá. Chị Linh ơi, lên đơn của em là mã hoa sen vàng hộ em hoặc là hoa sen màu hồng. Ok chị. Hello chị Hương Cường, em đã gửi hàng đó. Em mới làm hàng sáng mai em gửi hàng chị đi đấy. Lên đơn của em là hoa sen cho em nhé, hoa sen vàng hoặc là hoa sen màu hồng cho em, hai màu chốt chị 55.000 thôi, em bán tặng cho chị luôn đấy. Đây mẫu hoa nhí này, chị nào mà hay mua hàng nhà em ấy cứ theo dõi nhà em xem, mẫu này em bán giá là 99.000. Nói điêu các bạn làm chó luôn, em nhập giá 85, bán chị 59.000 nốt được chưa? Em ôm một phát tận 600 bộ với giá là 85.000 một bộ, bây giờ bán chị là 59.000, em bán tặng thôi, khi em nhà em xả lúc nào cũng là hàng xả lỗ hết, thật sự luôn. Khi nào cũng là nhà em nó xả lỡ là hàng xả một. Không bán quần lẻ của cái mã quy một để đâu, không bán lẻ nhá mà Ánh Nguyệt nhá, vì nó là xét bé rồi. Chị Hiền Trần ok này, chị Hà Nguyễn ok này. Đừng chị ơi, mã 07 13 cân ok, bé chị Diệp Hoàng ok rồi, không bán lẻ đâu Ánh Nguyệt ơi. Không, chị lên số điện thoại cho em nhá, lên số điện thoại ngày mai em chốt đơn, vì nick này là nick em đang like bằng nick phụ ấy, nên chính em nick Hào em có tác ở trên đầu bài like ấy. Ok bé chị, ok chị gì nhỉ? Chị Linh rồi, chị Linh ok rồi nhá. Chị Diệp Hoàng ok rồi. Tầm hồng hàng thứ hai nhé. Tầm hồng ok chị đây. Mà này chất rất là đẹp của chị nhá. Nhập một phát là giá 85.000 một bộ rồi. Em bán 99.000 nên bán chị là 59.000. Bán tặng cho chị luôn được chưa? Chất số phát cho chị đồng hoàn hàng với em luôn. Chất số đề phát, chất số mà nóng ngứa của chị đồng hoàn lại hàng lại. Giá 59.000 cho em. Một quần này hoặc một quần này, một áo này 59.000. Hoa nhí màu đỏ hoặc là màu hồng cho em nhá. Đây ạ. Ra chợ cam kết không được có cái mẫu này giá 59.000. Rất là mát, sờ sướng cực luôn mà nó không đặc biệt, không bao giờ nhăn. Không bao giờ nhăn các chị nhá, không bao giờ nhăn. Đó, thề chị luôn. Không bao giờ nhăn, chất này nó rất là mát. Đây, các chị sờ em xem hàng nhá. Nhìn em văn như này xem là nó có bị nhăn hay không. Nhưng không hề, không hề nhăn mà không hề bị cứng, không hề ngứa tí nào luôn. Chốt 55.000, nhập 59.000. Hoa nhìn hai màu xem 59.000. Lỗ luôn đấy. Ok chị Ngân, chất số của chị hoàn hàng. Ok chị Hiền Trần, ok. Vài trắng trên cùng một cân em còn nhá. Đây, hai màu, ba màu chứ. 109.000. Em bán toàn mà em bán lấy khách thôi. Ok, ok, được. Anh Nguyễn đã ok, được luôn. Đây, một băng đô, một áo váy, một con chip như này cho em. Từ 135 bán 109.000, được chưa? 109.000 cho em nhá. Một con chip bên trong một con này, một váy này, một băng đô như này cho em. Cái này size bé từ 4 cân đến khoảng tầm độ 14 cân em còn cho em nhá. Từ 4, ok chị Hiền Trần, lên số điện thoại của em với nhá. Chị Hiền Trần. Cái này size từ 4 cân đến khoảng tầm độ 14 cân lùi các mẹ nhá. Rất là xinh luôn, mà này đẹp lắm. Nó mềm cực kỳ luôn, nó là hàng thêu mà. Hàng thêu, nhập cực kỳ cao luôn. Nhưng mà chắc em bán chị có 109.000 thôi. Hoa nhí size người cơ, chị lấy màu gì đấy? Chị nhờ, sâu đợi xíu nhá. Chị Hiền ơi, lấy màu gì? Hoa nhí thì có hai màu đỏ với hồng đấy. Lấy mẫu nào này comment cho em màu đấy. Ê, mềm chưa? Rất là mềm luôn. 109.000. Theo này là theo màu trắng và màu hồng, màu vàng thủy linh nhá. Theo màu hồng, ok chị rồi, chị Hiền Trần ok chị nhá. Theo màu vàng này, theo màu hồng này và theo màu trắng nhá, 109.000. Mất lên dưới cùng ok đại xíu nhá. Đó, 109.000. Vẻ mặt hay không? Mặt này đợi xíu nhé.
Linh ơi, lên là mã theo đi, lên là mã theo nhá. Đây, mã C1 đây, C1 này. Phía trước này có cái cúc cài này, hai bên này là nó có chun co giãn hình dáng hình quả trứng. Mỗi này thì năm nào em cũng bán luôn, năm nào cũng bán và năm nào cũng hot. Có váy bé từ 4 tới 6 cân em có chị Thùy Hằng nhá, rất là nhiều luôn và rất là rẻ nữa. C1 là giá 85.000 nhá, C1 là giá 85.000 cho em. C1 giá 85.000 cho em, chất xấu trả hàng về. Băng đô, áo, quần giá 85.000 cho em nhá, từ 4 cân khoảng tầm độ 13 cân đồ cho em. C1 85.000 này. Chị Thúy Hằng đây em xỉu nhá, chị thích màu màu hay là thích một thích màu trắng hay là thích các màu khác để em like cho. Mã nơ đen cho em này, một quần chip này, một dạ áo váy như này cho em, nốt giá 85.000 cho em và mã ống tay để may cánh tiên như này cho em nhá. Đó, xinh chưa? Giá là 85.000. Không cũng tìm hết rồi thì Ninh mà để hết hàng rồi. Nơ đen cho em giá 85. Mã váy này cho em nhá, mã váy nơ vàng cho em nhá, 99.000. Cái này là size từ 6 cân đến khoảng tầm 13 cân cho em. Từ 6 khoảng tầm 13 cân mà ok cho em nhá. Nhưng mà em cũng buộc hai nơ đây nữa, nó có hai cái nơ đẹp lắm. Em không buộc nơ, em buộc nơ linh tinh vào. 99.000. Nó buộc hai nơ ở bên rìa này xinh lắm, nhưng mà em không biết buộc nơ thì nó không thành nơ chứ. 99.000 chất số cho trả hàng luôn, cam kết chất rất là đẹp luôn. Giá 99.000 váy nơ hai màu này. C1 này, C1 này, nơ đen này 85.000 đó. Ôi dồi ôi. Có bộ cánh tiên này nữa này. Chị nào bảo em sai bé từ 4 tới 6 cân ấy. 15 cân bé chị Lan Ninh được mấy tuổi nhỉ? Nơ đen nói nơ vàng 13 cân có ok nhá. Thúy Anh có lên số điện thoại này. Chị Thúy Hằng còn đây không? Em lên mẫu cho bé từ 4 tới 6 cân cho. Đây này, 59.000 này. Chị nào lấy comment cho em nhá. Đẹp cực luôn. Mặc hai dây vừa mát, mặc một 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 con chip bên trong nữa cho xinh. 59.000 cho em. A10 màu đỏ cho em nhá. A10 đỏ cho em 59.000. A10 đỏ cho em nhá, giá 59 này. A10 màu hồng này, đây là size bé nhất này. Và đây là size to nhất này. Ok, em còn, đợi em xỉu. Ok, nơ hồng với lại cái vàng trắng phía trên nhé. À, trắng phía trên là mẫu nào ta? Cho thêm mã cơ. Nơ hồng rồi. Tức là mã váy nơ hồng nhá. Tùy anh này, váy nơ hồng này với là cái gì nữa ấy. Bơ ở cái mình trôi đâu rồi. Đây là mã váy nơ hồng nhá. Đây là mã nơ đen này đâu rồi? Nơ đen mình để đâu người ta? Nơ đen này đâu nhỉ? À đây. Phải lấy mẫu này không? Đây là mã váy nơ đen với lại mã váy nơ hồng nhá. Hai màu 85 99. Không chốt đơn hôm qua cho em à? Ố, có thấy đâu? Có thấy đâu? Phượng ơi, chị có thấy em comment đâu? Hôm qua chị có like đâu? Say sáng quá à? Váy nơ hồng này Thùy Anh này, váy nơ hồng này, đây là mã váy nơ đen nhá, 85 và 99. Váy nơ hồng và váy nơ đen. Chốt lại hàng đi Phượng ơi, chắc chị không thấy đơn của em đâu, chị có thấy em có mình đâu. Còn đây là mã váy theo trắng, đây là mã váy theo trắng nhá, theo trắng này nốt 109.000. Theo trắng này, theo màu hồng này và theo vàng nhá, ba màu như vậy là 109.000 một cái váy này như này, ba chi tiết luôn. Ê, phải chốt lại đi Phượng ơi, chốt lại đi. Váy theo trắng này Thúy Anh này, theo trắng, theo vàng và theo hồng, ba màu nhé. 109.000. Chốt lại hàng đi. Đây là mã váy A10 màu hồng. Xinh, mã này để mặc, bé mặc đi học. Mày mặc đi học, mẹ mặc ở nhà cũng đẹp luôn. Mặc có chip bên trong ok luôn đấy. 59.000, size tầm khoảng từ 6 khoảng 15 cân nhá. Phượng ơi, cái hoa sen á, hoa sen đây 55.000, hai màu. Màu hồng với màu vàng, nhưng mà này còn ít hàng thôi chị ạ. À, chốt hôm nay thì còn ngày mai không làm like mọi người nữa vì hết rồi, bán tặng thôi. Chất thì đẹp lắm vì nó là đồ đũi mà. Đũi mặc lúc nào cũng là hàng mát nhất luôn. 55.000 hoa sen màu vàng với màu hồng hai màu. Hồng với vàng nhá. Váy thủy thủ này nốt này 89.000 này, hai màu. Váy thủy thủ màu trắng này hoặc là màu xanh nhá. Size từ 4 cân đến khoảng tầm độ 14 cân lùi. Theo trắng với Thùy Ninh ok, 11 cân ok rồi. Thủy thủ màu xanh nữa này. Màu xanh có quần chip bên trong nên tổng khoảng tầm 14 cân thôi. Từ 15 cân tới 18 cân là không có quần nữa mọi người nhá. Vì nó là lớn lớn rồi, bé mà có chip bên trong rồi không có quần đâu. Màu xanh với màu trắng này size tầm khoảng 14 cân quay lại thì có quần. Và size từ 15 cân đi lên là không có quần nữa. Bộ tìm thấy hết hàng rồi, bộ tìm không còn đâu. Bộ tìm hết rồi, phát chốt đồ lai 50.000 đây. Đồ lai không bảo lấy hết sạch rồi. Đồ lai tranh nhau 49.000.
Mấy bộ đẹp online sale 49.000 đẹp như thế mà không người vào lấy. Các bà tránh hết. Ở mã nơ vào 15 cân. Đó ok, bé chị gì nhờ? Chị Hiền Trần ok rồi. Ok chị Hương, sắp đóng cho. Thêu trắng, thêu vàng, nơ hồng, sen vàng, thủy thú xanh bé 10 12 cân ok Thủy Anh. Ok. Hoa sen ở đằng sau kia có cúc, có chứ? Có cúc chứ? Hai cúc. Rất đẹp mà. Ngày xưa chị nhập giá trên cái giá này luôn ấy, không mà có cái mã nào nhập 5 năm đến đâu vì cái quần này nó ấy. Chất đẹp cực luôn, nó là hàng thô, cầm rất là sướng luôn. Đây, cộng với áo nữa là áo đũi lạnh. Đó. Mà bán có 55.000 ở dưới nhập hàng, ra chợ cũng không có cái giá này. Ra chợ 55.000 một bộ chắc là không thử cầm lên phát, muốn để lại luôn chứ không muốn lấy luôn. Thật sự như hàng chợ luôn ấy. Hàng chợ mà bộ mà giá 55.000 thật cầm lên rồi là muốn thả xuống luôn ấy. Khi mua hàng trên like cực kỳ rẻ luôn vì nhiều shop họ sale. Quần jean á, cái kia là của bé trai đấy Diễm ạ, cái kia là của bé trai đấy, bộ áo trắng quần đen đi, ok. Rất xấu được trả hàng lại mà, đồ đủ lạnh mặc rất là smart và không bao giờ nhăn, đây, không bao giờ nhăn đâu. Khách quen là luôn đấy, những mẹ nào mà mua hàng bên em khách quen em là thật luôn đấy. Bộ áo trắng quần đen em lấy hoa sen vàng với hồng 13 cân, địa chỉ cũ không phải điện nữa, ok, ờ. Cho chị lại số đi Phượng ạ, cho chị lại số đi, không nhớ nhớ đâu, nhớ số. Bộ áo trắng quần đen đây. Mã này là mã 09 cho em nhá. Còn nó sen vàng, sen hồng có size bé 9 mấy cân em có chị Kim Ngưu. Size bé từ khoảng 13 cân quay lại cho em tầm 2 tuổi lùi thôi. Sen vàng là một cân dồn đơn của Thùy Ninh ok. Em bán lấy khách các chị em nhận hàng đẹp phải nhớ ủng hộ em nhé. Thường thường là mua khách mua hàng một lần, lần thứ hai họ nhận hàng đẹp thì họ mới ủng hộ lại đấy, đúng không? Gửi hàng xấu cho chị chắc chắn một lần này, lần mua là lần cũng là lần đầu mua và cũng là lần cuối cùng luôn, đúng không? Nên là bán hàng sao bán khách lắm nên mọi người cứ yên tâm cho em. Mai mã 09 cho em nhá. Mã 09 này em còn size từ 9 cân đến khoảng tầm độ 16 cân mà ok cho em. Sen vàng 8 cân mẹ chị Tiên Nguyễn dồn. Ok chị. 09 cho em nhá, 150 này, áo này mềm nhũn luôn. Quần nó là hàng quần loe cho em nhá. 150 này. Mã 07 cho em nhá. 07 ok, Phượng Trần ok rồi. Ok chị Ngọc Mai dồn bé 12 cân hoa sen. Sen vàng 8 cân dồn đơn bé chị Tiên Nguyễn. Sen vàng hoa sen vàng 8 cân bé chị Sâu dồn đơn về mã C1 ok. Chất số cho trả hàng về bóp hàng thoải mái khi nhận hàng chất số. Ok chưa? 150.000 em vừa nhá. Nó là cái quần loe của cái mã này này nhưng em quên chưa tháo ra ấy. Đó. Mã Q1 này. Áo nơ hồng phối gen bao nhiêu tiền? Áo nơ hồng phối gen là mẫu nào ta? Áo nơ hồng phối gen là mẫu nào nhỉ? Chị đang hỏi em mẫu nào, áo nơ hồng phối ra là mẫu nào, chị Kim Ngưu không biết là mẫu đấy đâu. Tại vì các mình sai mẫu em không biết là mẫu nào đấy. Chất đẹp nên chị cũng mua hàng của em đấy mấy lần rồi, ok chị. Đó, nếu như mà hàng chất xấu chắc chắn các chị mua hàng một lần thôi. Cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mua hàng. Nhưng mà nhận hàng đẹp các chị chắc chắn sẽ quay lại lần thứ hai. Biết đâu sau này là chỗ mua hàng của con về lâu dài. Đúng không? Mã 09 cho em nhá, mã 09 15 cân á, 15 cân cửa bài này. Đẹp cực luôn. 59.000 nốt. Đây này, chỗ này mặc ở nhà mặc đi học cũng đẹp luôn. Đây. Đây Phượng ơi, chất đẹp nhá. 59.000 là giá sale đấy. Đây. Đẹp chưa? Chất đẹp cực luôn vì ngày mai ngày xưa bán 120 ấy, hai bên này có chu này có bé này, con vẫn thoải mái luôn. Hai màu hồng đỏ, màu hồng là size to nhất khoảng 15 16 cân đấy. Bên dưới váy trắng hàng thứ hai mà không chỉ 15 cân bé chị Thư Minh ok. Dồn đơn là chị Thư Minh nhỉ, chị dồn đơn à hay là đơn mới chị nhỉ? Chị dồn đơn à? Đây 15 cân đây. Mặc ở nhà cũng đẹp, mặc đi học cũng đẹp luôn. Váy này đẹp lắm, bữa trước mình cũng mua màu đỏ, đúng rồi, chất rất đẹp luôn, thật sự. Mẹ nào mà hay mua hàng thì em thì bán đây, em bán 120 giá cũ đấy. Chất xấu cho trả hàng về được mà. Xinh lắm, đơn giản thôi nhưng mà đẹp, chất bao đẹp. 59 xiền. Bán được vui ấy. Một này chắc bán 120 đó. À đây đằng trước đây. Ok chị Ngân Hà rồi, ok lên số điện thoại cho em nhé tình yêu ơi. Qua mẫu khác nha. Tầm này không phải lo chất đâu. Đây mẫu lụa vàng này. 69.000 nốt chị nào vác nốt rồi em phát còn mấy bộ thôi. Lụa vàng nhá, 69.000. Chất đẹp nhá. Mã lụa này có quần này, có băng đô này, chốt là giá 69.000 thôi em vừa nhá. Băng đô thật sự là mã này không cần. À
À mới thì lên số điện thoại nhé. Mã lụa vàng này, lụa vàng chốt em giá 69.000. Chất số phát em cho chị quay đầu luôn vào ngay. Đây, một quần này, một quần nhá, một quần này, một băng đô này, một cái này là 59.000. À nhầm, 69.000. Chốt rồi em là mã cái gì nhỉ? Lụa vàng cho em nhé, lụa vàng. Em ok lấy váy đó màu hồng. Ờ, chốt là mã A10 đỏ, A10 hồng nhá Phượng ơi, A10 hồng đi. Chị Đăng Linh ơi, mã này lên em là mã A10 màu hồng hoặc A10 màu đỏ cho em nhá. À, sâu à? Sâu mã đấy là 89.000. Mã này đẹp lắm, đơn giản nhưng mà xinh, 89.000 mã thủy thủ đấy, hai màu. Mai nhá, chưa mai chị Quỳnh nhá, chưa mai và chiều mai gì tầm đấy thôi. Ok chị, mã này chốt là em là mã A10 màu đỏ, A10 màu hồng cho em nhá, 59.000. A10 màu đỏ, A10 màu hồng cho em. Nhi láo nhi ơi, có thấy nhi láo nhi khách quen nhá. A10 màu đỏ, chốt là em là lại A10 màu đỏ cho em nhá. A10 màu đỏ này, hoặc là A10 màu hồng cho em nhá. Hai màu thôi, chất số cho trả hàng được mà. Chất số chị đồng hàng lại hàng về cho em. Em bảo rồi, khi nhà em sale lúc nào cũng là hàng sale lỗ hết, không có thương bằng nhập đâu. Cũng là hàng sale lỗ, chất số được trả hàng lại. Ở hai bên này có chu này, co giãn thoải mái. Ok, 15 cân dồn đơn Phượng, ok rồi. A10 màu đỏ bé chị Đan Linh, ok chị. Chất số cho chị hoàn hàng còn gì nữa. Mặc đi học, mặc còn chiếc bé mặc ở bên trong, mặc đi học cũng đẹp luôn. Mẫu khác của em với nhá. Mặt này mã lụa này, nào lấy mã này lên thôi, mặt mã lụa cho em nhá. Lụa vàng, lụa vàng 69.000, chất đẹp luôn, lụa 3D đấy. Lụa vàng này, một quần, một băng đô cho em nhá. Size tầm khoảng 13 cân lùi này, ok ngân hà này. Mà đây là mã lụa màu đỏ cho em nhá, lụa màu đỏ này. Nhi là Nhi có thấy nhá, cho em xem cái đầm trắng sau lưng đi, ok Thùy Trang. Mã lụa đỏ này, xinh chưa? Lụa đỏ hai cái ok rồi, nhìn thấy rồi. Phượng ơi, ok rồi. 69.000 nhá, hai màu. Vậy cháu xong rồi, mẫu này. Mẫu này, mẫu này. A10 màu đỏ, đổi bộ hoa nhí, màu đỏ ok. Ok chị Huyền, phải mã này không nhở? A10 màu đỏ 9 cân, bé Nhi là Nhi ok, có đơn. Chị Đan Linh ok rồi, Nhi là Nhi ok, khách quen đúng không? Em thì quần áo cho con cực kỳ rẻ luôn đấy, có mấy chục một bộ ấy, 300.000, 400.000 có mẹ mua được bao nhiêu quần áo cho con mặc đi học luôn. Đẹp. Trẻ con này nó thì khác nhau mỗi bộ áo nhỉ. Mặc áo xinh xinh một cái con mình đã khác rồi. Thiên Bình cho lại số, ngày mai kiểm tra hàng cho phát là ok ngày mà. Đây là mã thêu hồng cho em nhá, thêu hồng này. Thêu màu vàng này, Thủy Trang ơi, thêu vàng này. Đây là thêu màu trắng này. Mã này trong tường của ảnh của khách nhí mặc rất là xinh luôn. Không biết là bạn tên là gì nhá, không cho chị xem ảnh mẫu ngay. Cái mã này là mã bao nhiêu nhỉ, em quên mất rồi. Theo cho em nhá, bán chị nốt 59.000. Theo ba màu này, Thùy Trang này đủ size, Thùy Trang nhá, đủ size luôn. Mã này đủ size. Từ mã này sẽ là khoảng 13-14 cân lùi thôi, 14 cân lùi tầm 2-3 tuổi lùi tầm đấy. Đây cho em ảnh của khách nhí mặc xinh lắm. Theo trắng nhá, theo vàng, mã này đủ size cho em có ảnh của bé mặc không tường hết. Để em tìm lại cho các chị xem ảnh của khách nhí mặc nhá. Bé mặc xinh cực luôn. Rồi không biết đâu nữa luôn. Ba, mã này em có ba màu nhá. Ba đây, à đây là mặc cái khác rồi. Xinh lắm mọi người ạ, xinh cực kỳ luôn, màu trắng này, đẹp cực kỳ luôn, khách nhí mặc ấy, xinh lắm. Nhiều chưa mặc hết mà thấy đẹp lại mua, đồ cho con rẻ mà, ok chị Thiên Bình nhá, theo trắng, theo vàng cho heo la la, ok rồi, lên số điện thoại cho em với nhá. Xinh mà, khách mặc cực kỳ đẹp luôn, xinh lắm, đủ size nhá mọi người nhá, đủ size, bé luôn, đủ size. Từ 4 cân đến khoảng tầm được 13 cân cho em, đây. Bạn đấy mặc đi, khách nhí mặc ấy mọi người, xinh lắm. Đây này size tầm 4, khoảng tầm 13-14 cân lùi cho em nhá, xinh rất là đẹp luôn. Có quần chip nhưng mà nó bỉm mà nó không mặc ấy. Nhiều ảnh lắm nhưng mà em ngại ấy, lười đăng lên ấy. Theo trắng 109, theo vàng 109 và theo màu hồng cho em nhá. Ba tông màu như vậy là 109.000 một bộ. Size bé từ 4 cân khoảng tầm 13 cân mặc đẹp mà. Mà xinh nữa. Bộ cánh tiên nốt này, theo vàng mẹ chị hao la la, không có số điện thoại rồi.
Em mua nhà chị liều dần nhiều lần rồi á. Ok, nghi lào nghi ấy mà chị đọc ra phát chị nhớ nick em ngay mà. Bộ cánh tiên hồng nhá, 85.000, cánh tiên hồng 85. Cánh tiên vàng cũng là 85.000 luôn. Xinh chưa? Bộ cánh tiên đấy, hai màu, size từ 14 cân lùi nhá và từ 6 cân đi lên. Cánh tiên hồng này hoặc là cánh tiên vàng nhá, còn là đuổi áo đuổi. 85.000 hai màu, size từ 6 cân khoảng 15 cân là ok. Bộ mọi người muốn xem bộ gì nữa không nhỉ? Không thì mọi người comment là gì, em chỉ tắt like rồi, tắt like cho con đi khổ. Hai màu. Bác nào muốn xem bộ gì nữa không? Kén tiên vàng và một cân dồn đơn bé Thùy Linh, ok 85.000. Em coi lại bộ lụa. Lụa này mặc mát mà, lụa 3D mặc mát cực luôn, sờ rất là mát luôn, 69.000 nốt. Đây. Váy thủy thủ 89.000 nhá. Được được, chị Quỳnh Tây thế nào được, em dễ lắm. Em dễ cực luôn ấy, thế nào cũng được. Còn mà em dễ lắm, em hay nói cũng ấy, cực kỳ dễ luôn. Đây. Bộ này mặc mát mà, sờ mát cực luôn, nó là lụa đấy. Em được chị bạn giới thiệu mà mình mua nhiều hơn chị ấy. Ờ chị thì em hay mua. Đây, lụa lụa. Lụa mặc lúc nào cũng là mát luôn ấy. Lụa mát cực 59.000, thủy thủ trắng bé 15 cân bé chị Đan Linh, ok có dồn đơn bé chị nhé. Đây, lụa này có hai màu, lụa hồng với lụa đỏ này. Lụa cho con rẻ không ấy. Không không Thùy Linh ơi, à hình như là cái bộ này, cái bộ thì bảo thật nhá, kinh nghiệm bán hàng 5 năm, chất cô tông không đẹp bằng cái chất đuối lạnh đâu, đồ đuối lạnh mặc rất là mát và không bao giờ nhăn, nhưng mà cầm nó rất là mát luôn. Đồ cô tông mặc mát nhưng mà giặt nhăn rất là nhăn luôn, thật sự luôn ấy, mặc mát nhưng mà nhăn lắm, không đẹp bằng đồ đuối lạnh đâu. Đồ đuối lạnh là đồ đẹp nhất luôn. Đi rồi Hiền à, chị gửi hàng rồi. Hiền ơi đi hàng rồi, chắc ngày mai ngày kia em có đi hàng của Hiền rồi. Các chị không mua nhà em nhưng mua nhà khác cũng được. Hỏi xem là đồ đủ lạnh ấy là đồ mát nhất trong tất cả loại đồ luôn. Còn đồ chất cốt tông thì nó mát nhưng mà giặt nó nhăn lắm, sau nó cái gì nhỉ? Nó co ấy, hoặc là nó chảy. Nhưng mà đồ đủ lạnh nó cầm, các chị khi nhận hàng phát cầm phát cũng đã thấy sướng rồi. Mát. Em nói thật luôn đó, chị nào mua hàng nhà em có thể mua nhà hàng nhà khác nhưng họ đồ đủ lạnh là đồ mát nhất luôn. Cốt tông họ chỉ mát nhưng mà sau nhăn nhăn hoặc là chảy. Chị gửi hàng của Hiền rồi Hiền ạ. Ba bộ đấy. 60.000. Cái màu đen này còn size bé thôi, màu đen còn size tầm 8 9 cân lùi, còn màu nâu còn size tầm khoảng mấy mấy 4 cân lùi đấy, 60.000 một bộ. Bi nâu này, bi trắng nhá, 60. Chị Tiến ơi, em có thấy chị xem nhá, chị Tiến nhá, xem chị đi chị xem suốt là chị cũng gì bảo gì. Cho em xét mấy set kẹp ống len trên sàn đi á. Bố bé Phượng, ok chị xem bộ bé trai, bộ bé trai đấy em còn size bé lắm chị Tiến ạ. À, đấy em nhắc đến chị thì chị về cho comment, em cứ chị xem mãi mà chẳng thấy chị bỏ gì. Mấy sếp quần lẻ ống trên sào đi, vừa mới gửi hàng xong xem làm gì nữa lại gửi tiếp mất zip. Vừa gửi hàng hôm qua hôm nay xong sáng chiều hôm qua sao nhỉ? Đồ lại mặc xấu nhất. Chị Tiến ơi, bộ này nhá. Tại vì em không bán đồ con trai, thật sự là không bán đồ con trai đâu. Lấy về cho hai thằng mặc hai bộ rồi bỏ đâu, còn bỏ bỏ ra là mấy chị mình chia nhau chứ thật sự em không chuyên đồ bé trai lắm. Đây là hàng Quảng Châu, không có hàng Việt Nam đâu. Hàng Quảng Châu đấy. Chất này mát. Quần là quần quần bò mềm và nó có giãn. Riêng cái quần hàng Quảng Châu các chị mua ra ngoài, nếu mà mua ở ngoài shop chắc tầm rơi tầm 2 chấm 3 một cái quần, nếu như hàng Quảng Châu cơ, nếu như hàng Việt Nam không nói đâu, hàng Việt Nam thì nó rẻ hơn, hàng Quảng Châu của nó nhập vào dân rất là cao đó. Nhưng mà bộ này còn size bé lắm, không không vừa đâu, vừa không vừa chị 13 cân thằng coi em mặc rồi, bé chị bằng cân với con em. Không vừa, chị Tiến nó không vừa đâu.
Thì con à đây, con màu đỏ chứ Tiến ơi. Úi trời ơi, còn màu đỏ thôi chị ơi. Ni lá Ni ơi, mã thủy thủ đấy là 89.000 nhá. Đâu nhỉ? Đây, còn màu đỏ còn size bé chị này. Bé chị bằng cân thì bé như em, nên là hy vọng của bé chị mặc đồ bé như em nó hơi ít vì bắt em cất cho hai thằng rồi. Màu đỏ này còn này. Màu xanh bé mặc mất rồi, bé mặc đi học rồi. Đây chị, màu đỏ này còn một bộ này, size bé chị này 125.000, hàng Quảng Châu đấy. Cái này không phải hàng Việt Nam đâu. Quần nó mềm lắm, áo mềm, quần nó là bò mềm cực luôn. 125 này chị Tiến này, chị còn đây không? Thùy Trang ơi, bộ theo trả lấy bộ áo trắng quần đen kế đầm đỏ nha chị. Theo trả lấy bộ áo trắng quần đen kế đầm đỏ nha chị. Bộ áo trắng quần đen kế đầm đỏ, bộ áo trắng quần đen. À cái bạn này à? Mã Q1 à? Mã này phải không? Bộ 85.000 Hồng Khuyên nhá. Thùy Trang ơi, đây là mã 89.000 nhá, Q1 nhá. Q1 99.000 nhá Thùy Trang ơi. Trang ơi, Trang ơi. Đây là 85.000, 85 xiền. Bộ này 17 cân không vừa đâu chị, 17 cân thì cũng bằng cái thằng lớn nhà em rồi thì mất thằng lớn mặc mất rồi. Một thằng 13 cân, một thằng bằng cân với bé chị Huyền Trang luôn. Nó là đồ bộ đấy không phải váy đâu, Hồng ơi. Bộ xanh bé mặc cái hỏng rồi, bé mặc mất rồi. Em lấy được một di mà, một di về cho hai thằng hai bộ rồi. Thì còn mấy bộ bỏ ra mấy chị em mình chia nhau. Hàng Quảng Châu của nó đấy, cả một quần cá này có 125.000. Còn một đỏ thôi chị, một đỏ thôi. Cái viền xanh cái bé mặc mất rồi, bé mặc đi học rồi. Bộ này không có xanh 17 cân đâu chị Huyền ơi. 17 cân nó mặc thằng lối mặc rồi. Tại vì em bán hàng 5 năm em cũng không bán đồ con trai đâu. Cái một đông vấn đề, em cứ lấy áo len về cho hai thằng hai cái rồi ba cái bỏ ra mấy chị em mình chia nhau. Q1 Thùy Trang ok rồi. Bộ xanh này mặc cảm giác nó lạ mát mát nhỉ. Nhưng mà lấy mất rồi. Được ok, Hoàng Uyên ok được. Còn màu đỏ thôi chị. Màu đỏ thôi. Quần thì vẫn giống nhau, mỗi một tội là cái áo này nó khác nhau cái chữ xanh và chữ đỏ thôi. Đẹp mà, màu đỏ đẹp. Chị Tiến ơi, có lấy không hết rồi. 100 hàng Quảng Châu đấy, không phải hàng Việt Nam mình đâu. Chầu quang. Ok, Thùy Trang 11 cân rồi. Đẹp mà. Mặc đẹp lắm. Nó đi học đẹp cực. Em thích chất bò của nó là hàng bò mềm mặc đi sướng. Bộ xanh này còn size bé lắm. Chị Tiến ơi, còn lấy không? Em cho vào túi luôn. Em cho vào túi nhá. Ok Trang, ok Trang rồi. Mặc đi học đẹp mà. Mặc đi chơi đẹp cực luôn. Em không chuyên đồ trai lắm nhỉ, toàn bán đồ gái. Chị Tiến ơi, còn đây không? Chị đi đâu rồi? Ngứa đầu thế nhỉ. Có chị nào mà không đi để em mua tiếp á chị... Mai gửi à, ok chị. Thế thì thừa tiền rồi. Chị Tiến đã thừa tiền rồi. Của chị mới có một bộ chip hồng, một bộ chip vàng, một bộ bi hồng, một bộ bi vàng. Ôi tôi chết rồi. Thôi xong rồi. Ê, chắc trêu. Chết rồi, chị Tiến ơi. Chết rồi, hôm nọ tân của chị có một bộ chip hồng và chip vàng ok rồi này. Một bộ Mickey màu hồng 50.000 ok rồi. Hai bộ bi hồng đi vậy em đút tay ai lấy mất của em đâu rồi mà đóng hàng mất rồi sao ấy. Vẫn bởi em teo rồi, em cất cho chị hai bộ, một bộ bi hồng, một bộ bi vàng rồi ấy mà mất rồi, thằng nào lấy mất của em đóng hàng đi rồi. Ăn của tẻo rồi. Không thấy bộ đấy đâu nữa. Ở ông cũ này. Thôi để mai điều tra đi. Chết rồi, nhục. Ok Lan,
Chết rồi, em còn đang thấy mất thiếu hai bộ tôi. Để mai bọn nó đi làm em điều tra bọn nó. Em cho túi rồi mà bọn nó móc móc của em ra, bọn nó ship hàng cho chị. Bọn nó ship bọn lấy đâu mất rồi. Nó vào giờ bạn lên mẫu gì nhỉ? Rồi bạn lên mẫu gì? Thùy Trang ơi, bé em 11 cân à? Còn đây không phải like. Đấy em đi rồi. Hôm nọ chị bảo em cất hai bộ, một bộ bi hồng, một bộ bi vàng trong túi rồi đấy, cất rồi mà sao giờ lại không thấy đâu nữa. Thằng nào nó nhận hàng nó cho đi. Của ai rồi? Thùy Trang ơi còn đây không? Đâu em lên lại một lần nữa lại em tắt nhé mọi người nhé. Có một bác mua chuyên mua hàng giả mà chuyên mua là bom về nó buồn ghê. Số 1. Còn mẫu vấn đề là nó thích mẫu gì nhỉ? Lên đầm đi á, đầm còn ít lắm. Bộ chip này. Đấy, tôi chết rồi. Chị An Thiên ơi, phải nhắn tin lại cho em đi, ngày mai em thích đơn của chị. Chị An Thiên ơi, thích đơn của chị thì thiếu cái gì? Đơn chị thì thiếu cái gì? Chị An ơi, của chị có một cái quần mã E8 này, một váy thủy thủ này, một con loe đen này, bầm ngọc hết rồi. Đâu, để mai đi, để mai em điều tra đi. Của chị là một bộ bi đen, một bộ bi hồng giá 70.000, em cho vào túi rồi mà giờ tìm túi thì ở đây mà không thấy bộ ấy đâu. Để mai bọn đi làm em điều tra và chắc bọn lấy trộm của em rồi. Chắc bọn lấy trộm của em rồi. Bộ chip này, xả bom á, xả bom toàn bộ bé tí gì. Xả bom toàn bộ bé tẹo tiêu. Ok, thả bom cho chị xem. Các chị nhìn này, mua hàng một đống, bắt đầu bom về, thật sự là cũng thật là nói đùa, giờ người lớn với nhau rồi, chị em mình với nhau rồi, đi bom hàng kiểu này nhìn này. Mua hàng một đống, bắt đầu mua toàn hàng xả thôi, bây giờ bắt đầu bom về. Ê, đau buồn. Người lớn với nhau rồi, chị em lớn lớn hết với nhau rồi, giờ toàn là làm ăn chuyện trẻ con, thật em chào em chửi khách bây giờ thề luôn. Em chào em chửi ai bao giờ hết. Mình sống thế nào để cho tâm mình nó thoải mái một tí thôi, chứ em chẳng em chửi khách bao giờ. Thật sự luôn, bom nhưng chẳng em giờ em chửi bao giờ luôn. Không bao giờ em chửi khách trên line, thật sự từ ngày bán hàng tận bây giờ luôn, chưa bao giờ chửi khách. Chưa một ngày nào chửi khách bao giờ hết. Chưa một lần là chửi khách. Con loe đợi tí nhá hàng nhá, xả loe, xả bộ phát. Chọn một hàng bắt đầu xả. Ok, xả luôn. 49.000. Tính em dễ cực kỳ luôn, nhưng mà bom em thật, em không em trả, em chửi ai làm cái gì hết. Chửi được cái gì đâu mệt mồm. Cái mã này là mã gì đấy nhỉ? Mã chốt đơn là mã yếm mi vàng cho em 50.000. Tính em cực kỳ dễ luôn, dễ cực kỳ dễ luôn. 50.000. Sang mấy cân này, tầm 8 cân nổi thôi. Một áo này, một yếm như này cho em nhá. Để móc lên nó thì nhìn nó dễ. Đâu rồi, các chị còn đây không? Còn đây không? Chết rồi, lại rơi nữa rồi. Đợi em tí nhá. Em móc lên đã. Móc lên phát. Để cho chị nhìn cho dễ. Khổ quá, đóng cái cúc vào thôi. Chẳng phải đóng cúc thì lâu lắm. Các chị về tự đóng cúc của em nhá. Đấy, nhục. Đợi em tí. Giờ chị em mình lớn hết với nhau rồi, không thích thì cũng bảo là em ơi cho chị xả đi, chị có việc bận rồi, hoặc là em ơi chị hết tiền rồi, chị đi làm chưa để lương. Ok, một câu thôi em đỡ phải gửi đi, mất công gửi đi lại mất công gửi về, mất bom tiền ship, cuối cùng hàng bom về. Thật sự luôn, các mẹ toàn người lớn hết với nhau rồi làm ăn chuyện cho con. Mình sống, em sống làm sao cái tâm mình nó tâm ăn, tất cả là mình phải có tâm hết. 50.000. Hôm nay tầm 9 cân nùi thôi, 9 cân nùi đấy, 8 cân sợ hơi dài, tầm 9 cân là ok. Rồi em sẽ ai cơ mình, kiếm bi ai cơ mình đầu tiên đây ta. Xả bom đi, cho hiền, 9 cân vừa, hiền, ok, hiền rồi. Hiền nhá, 50.000. Đừng chị nạp bom em nữa nhá, thật sự bán giá này rồi mà vẫn bị bom về, không biết là không có một từ nào để nói với nhau luôn, thật. 50.000, tính em cực kỳ dễ nhất, trong tất cả loại dễ luôn, em dễ tính lắm, không có chửi ai. Hiền, tao luyến á, thì chắc bị sót rồi. Hiền này, 50.000. Hiền, đây để cho một túi của Hiền phát. Ok luôn, em chốt với giá 50.000 hết. Đợi tí nhá, hít xích bom em có bom luôn, đợi tí nhá. Bán giá toàn chốt với xả với giá 50.000 mà vẫn bị bom về. Buồn, thật sự luôn. Này cậu mất tiền ship đi, mất 30.000 rồi, tiền ship về mất 30.000 nữa. Ôi dồi ôi, 60.000, hàng không bán được lại. Mất 60.000 để ship.
Đi rồi Hiền ạ, đi lâu rồi. Luôn em đi rồi. Còn nữa em vẫn xả tiếp luôn. Hiền Hiền 50 này. Hiền Hiền 50.000 này. Không hiểu luôn, mình bán này. Bán em 140.000 này, xả cho chị bao nhiêu đây nhỉ? 80.000. 140.000 bán chị 80.000. Bán vừa tặng luôn. Mã này sẽ tầm 9 cân nùi thôi nhá, tầm 8 cân thôi cũng được. Nó là cái bộ váy nào nhỉ? Bộ váy này giờ em không treo ở đây nữa rồi, hết rồi. Mà váy rồi trắng 140 bán 80.000. Ngạt mũi quá. Giờ còn ngồi mà chửi nhau với khách thì đến mệt. Toàn người lớn chị em với nhau rồi vẫn còn bom về đấy. Mã này váy ruồi trắng nhá. Váy ruồi này năm nay em cũng bán 140.000. Chất số phác chị đồng hoàn hàng luôn vào ngay. 9 cân nùi cho em, 9 cân nùi cho em nhá. Váy ruồi trắng cho em, 9 cân nùi giúp chị 80.000. Nói như các bà làm con chó luôn, em bán thật sự là bán mã này em bán giá bom, không bảo giá hàng của em đâu. 8 cân nùi thôi cho thoải mái tí đi. Anh nhầm 9 cân có một cái đấy, 9 cân đấy, gọi là 9 cân thì các bạn váy ruồi trắng nhá. 80.000. Bán tặng cho chị luôn. Em thì không mà chửi khách làm gì, tao mồm mệt lắm. Mệt. Bộ hoa nhí á. 80.000 cho đào luyến này. Đào luyến bé mấy cân này, không số cân không biết là con được mấy cân rồi nhỉ. Mã này á. Mã này mã hàng bom nhá. Chốt là mã dâu bom cho em, dâu vàng bom cho em nhá, 10.000. Tầm 4 tới 6 cân nó bị bom về đấy. Váy rồi trắng 9 cân đinh gì anh nhỉ? Em nói với chị em là bằng cục chó luôn mà em bán không mở nhận hàng. Bom về em cho bom luôn, 9 cân mà ok. Váy rồi trắng 9 cân, 8 cân đào luyến một cái 80.000. Chất số phát cho hoàn hàng về luôn, từ 140 bom. Cách bộ kia là giá 80.000 nhá. Đừng chị làm bom em, trừ khi một lý do gì đó bảo là em ơi, chị bận rồi, em ơi, chị chưa đến lương. Cũng là một câu, không sao cả, để em đỡ đi hàng đó chị, đỡ tội em, nhân viên nhà em. Qua em này, qua nhân viên em này, qua đóng hàng, qua rất là nhiều người, qua anh giao hàng, qua bao nhiêu chỗ biến được nơi các chị không nhận hàng. Bom. Dâu bom 10.000 bé chị Quân Lan bé, à chị Quân Ngọc bé bao nhiêu cân đấy, mà lại sai bé lắm. Đinh Quỳnh Anh. Đâu có ấy, lẫn lộn, không biết là nó tùy theo, không biết là không phải một cân mà là bóc bom ra bé bạn ấy được bao nhiêu cân thì là gửi bạn ấy, nếu mà về bạn ấy hoàn lại thì là bé bao nhiêu cân thì bán từng đấy, chứ không biết là mà có bao nhiêu cân thì bao nhiêu cân đâu. Đinh của nhanh 80.000. Váy rồi trắng em bán lúc nào là 140-145. Váy rồi trắng 80 cho đào luyến. Mã mà đau lòng. Chị nào mà hay mua hàng em thì biết luôn, thật sự tính đi bán hàng 5 năm rồi cực kỳ dễ luôn. Chưa một lời nào nói khó với khách, chưa một lời nào chửi khách. Bé 8 cân đừng lấy không vừa đâu. 4 tới 6 cân thôi đừng lấy cái mã dâu đấy nhá. Quất Ngọc nhá, đừng lấy cái bộ đấy. Không vừa đâu. Người về đi vào. Đang điên đấy. Động vào là bốc hỏa đấy. Đào luyến đi 80 nhớ vào mai chốt 140.000, chửi giật tất mặt. Bộ gì đây? 30.000 của bọn này bé quá nhỉ. Bộ này bé tí tí. Bộ này bé quá chả bán được, bộ bé tẹo tầm 6 cân. Ủa, bộ này lại bé nữa. 6 cân, 7 cân, 6 cân nùi đi cho thoải mái tí đi. 30.000. Em nói với em mới mua mà em còn bị mê đây á. Tổng là chị dễ tính lắm, thật sự luôn, dễ là dễ tự mình. Tổng là dễ tính lắm. Cộng với lại hay nói lắm mồm nữa. Hay nói cộng với lắm mồm nữa. Nó mồm lắm. Đây, mã này là mã 30.000. Chốt là 2 dây vàng bom cho em nhá. Size tầm 6 cân nùi thôi. Bọn này bé lắm. 2 dây vàng bom quần nó yêu lắm. Quần nó yêu ơi, yêu luôn. Cái bạn này chắc là tầm 6-7 cân đấy. Váy tuyển thủ 89.000 thôi. Ừ, chắc là bạn ấy size bé tầm 7 cân nùi ấy. Thì tính ra tầm 6 cân cho thoải mái tí đi. 30.000. Ok. Thích bom thì chơi bom luôn. Đọc có 2 đơn bom, đọc có 2 đơn. Đọc có 2 đơn thôi. Đọc có 2 đơn thôi. Bộ này bộ hoa nhí.
hoa nhỉ. 30.000, bé chị bao nhiêu cân? Bé chị Minh Thục được bao nhiêu cân rồi? Không biết là bé chị bao nhiêu cân. Bộ hoa nhí này size tầm của mã này size đấy, mã này size bé là tầm khoảng 9 11 cân đấy. Mã này lên trên là mã hồng bom 40 cho em nhé, hồng bom 40, đồ hai đơn bom thôi. Hồng bom 40, bộ này bé quá. Hai dây bom 6 cân đấy, bé chị Minh Thục có 6 cân mặc ok đấy. Cái quần nói em thích nhất là cái quần nó luôn. Quần của bé này, đây. Quần này như em giả váy ở bên ngoài cơ này xinh. Đó. 30.000 chị Minh Thục nhá. 30.000. Đừng nhớ đừng bom em ở đấy nhá. Em là bán chị 30.000 rồi chị lại bom em cũng là đời em về mua luôn ấy. Nhớ đừng bom em được, giờ lớn rồi. Có vấn đề gì đó bảo em mà em ơi, sorry em. Chị bận lắm. Chị nhận được hàng đâu, chị đi về quê rồi, chị nhận được hàng đâu. Một cái lý do thôi làm đỡ tội em, nhân viên em lại qua bao nhiêu người ship hàng đến chỗ chị. Ai đây nhỉ? Từ từ đợi em tí. Chị Minh Thục à? Nguyễn Minh Thục à? Bộ này là cái bộ mà em nhập vào phát 600 bộ, giá 85.000 bộ và giá bán 99.000. Hôm nay bán chị là có 40.000, chỗ chị nào comment đầu tiên. Hồng bom chị Ngọc Mai không số cân bỏ qua. Ý, không số cân à, chị Hồng Mai ơi, chỗ chị Hồng Mai mà không số cân này, chị Hồng Mai comment đầu tiên. Chị, à đâu, chỗ chị Ngọc Mai chứ, chị Ngọc Mai. Chỗ chị Ngọc Mai, chị Ngọc Mai ok. Chị Ngọc Mai ok rồi mà không số cân ở con, chị Ngọc Mai. Nhớ đừng bom em ấy nhá. Em là em ghét lắm ý. Ghét mà không nói thành lời. Ok chị An Thiên. Còn Yếm hôm trước mình đặt Yếm nào nhỉ? Chị Minh Thục là chịu nhớ mẫu nào không? Chị Minh Thục chị nhớ là Yếm nào không? Sợ lâu rồi là sợ không còn nữa thôi. Em được hai đơn bom. Hồng bom hết rồi chị Tuyết Trần, chị Ngọc Mai comment đầu tiên rồi. Chị Ngọc Mai comment rồi, chị Ngọc Mai chả có số cân, chả có số cân, không biết là bé mấy cân nữa. Mẫu nào nhỉ? 40, em nhớ vào, em nhớ số 40 vào, ngày mai em chốt về giá cũ nhục lắm. Xem cái đỏ hàng set trắng với chị, xem cái váy đỏ bên cạnh set trắng. Váy đỏ bên cạnh set trắng. Váy đỏ bên cạnh set trắng là mẫu nào nhỉ? Váy đỏ bên cạnh set trắng là mẫu nào nhỉ? Váy đỏ bên cạnh set trắng là mẫu nào ta? Bé mấy cân thì Ngọc Mai chả biết bé mấy cân nữa. Đây, váy thủy thủ này là giá 89.000 nhá. Một quần của bé bên trong, một áo bên ngoài mà ai xinh lắm, đơn giản nhưng mà đẹp. Phía trước này, Yếm Bupori á. Ôi, Yếm Bupori bé chị 6 cân không vừa đâu, em còn mà size to lắm. Váy thủy thủ này giá 89.000, hai màu, một xanh hai là màu trắng. Rất đẹp. Đơn giản mà riêng cái mã này thì đơn giản, lúc nào cũng là đơn giản nhưng mà xinh. Thủy thủ lúc nào nó cũng chỉ một mã như này thôi. Xinh lắm. 89.000 hai màu, màu hồng với lại nhầm, màu trắng với màu xanh nhá, hai màu trên cùng đấy á. Xem cái váy đỏ bên cạnh set trắng với chị. Váy đỏ bên cạnh set trắng. À, cái mã cái cục kia hết rồi, mà đến hết hàng rồi không còn đâu heo lan ơi. Ok chị bé 9 đến 10 cân lên em số điện thoại vừa nhất chị anh nhá. 89.000 hai màu, rất đẹp luôn, số cho trả hàng về được mà. Em còn một cái mã body này size tầm 6 mà ok cho em nhá. Chốt mã lên cho là 49.000. Kim Thoa chưa đi ngủ vẫn còn ngồi ở đây à? Helala trên cùng đấy hết rồi, không còn đâu. 49.000 này. Bán tặng cho chị luôn. Bán tặng luôn chứ không phải là mã này hàng sale rồi mà là bán tặng luôn. Từ 125 giá 49.000 nhưng còn một cái thôi. Size tầm 4 tới 6 cân thôi. Từ 4 tới 6 cân thôi nhá. Có mũ. Thủy thủ xanh dồn đơn út lan ok. Post ok. 49.000. Còn mã này có cả mũ này. Mũ này phía sau các mẹ điều chỉnh cho bé được ở bên đằng sau cho ngắn cho dài dây bé đội nó đỡ bị rộng. 49.000. Body hoa vàng. Mình xem xét cái bút đi với đó. Đúng, chị hỏi đúng mã đẹp luôn đấy. Cái mã này thì năm nay em cũng bán. Năm nào cũng bán luôn và năm nào cũng là hot luôn. Và bé chị Tuyết Mỹ bé được mấy cân nhở? Body vàng rồi bé chị Quỳnh Anh, Đinh Quỳnh Anh ok. Cái mã này thì bao đẹp luôn, năm nào cũng bán. Bữa em mua cái body ni nè mà bộ này đẹp nhờ, rất là mềm lắm. Mã là mã C1, năm nào cũng bán và năm nào cũng là hàng hot, giá chốt là 89.000. Chị Minh Thục ơi, chị Minh Thục từ xem chị nào comment đầu tiên á, từ đợi em tí.
Chị Minh Thục mấy rồi? Chị Minh Thục comment sau rồi, chị Đinh Quỳnh Anh comment trước rồi. 89.000. 89.000. Ai nhầm 85.000. Hả? Hả? Cái này gì vậy? Cho em coi xét vàng hoa nhí sau. Vàng hoa sau luôn á. À bộ bộ hoa sen này á. Bộ này à? Bộ dưới cùng đấy á, hoa sen này đúng không? 55.000 đấy á. Hơn 5 cân đó chị Tuyết Mỹ, từ từ xem chị comment cái gì, Tuyết Mỹ comment gì á? À vàng á. Đây chị Tuyết Mỹ lấy mất rồi, chị Tuyết Mỹ lấy mất rồi, chị Tuyết Mỹ comment số điện thoại 5 bên cái cân đầu tiên rồi. 85.000 Lan Miu ơi, đầm vàng hoa luôn đi chị. Ờ. Chị Lan Miu 50.000. Tụi bạn này mạng này bán tặng thôi. Đầm vàng hoa luôn đi á. Phúc Huy để là 85.000. Váy bèo vàng. Không, bèo vàng để hết size 10 cân rồi. 11 cân hết rồi. A10 màu hồng ok rồi. Chị Quỳnh Tây ơi, cái mã bèo vàng này trên cùng để hết size bé 11 cân rồi, mã bèo vàng này còn size bé lắm. Hai bộ kia thì ok, thì thủy thủ ok. A10 màu hồng ok rồi, bèo vàng thì hết. Vân Vân ơi, có thể Vân Vân nhá. Chị Lan Miu à? 50. À đâu, nhầm. Không phải Lan Miu, là chuyện Tuyết Mỹ nhục. Đang nói chuyện với Lan Miu luôn ấy. Lại nhầm cái chuyện Tuyết Mỹ vào. 50.000. Đủ size, mã búp đi đấy đủ size luôn. Đầm vào hoa luôn đi là mẫu nào này à? K1 này đúng không? Mã này 2 màu 59.000 nô. Không, bạn kia cái mừng đầu tiên rồi, bạn ấy cái mừng đầu tiên rồi. Bạn ấy cái mừng trước rồi. Bộ ấy trông còn không ấy, bộ body hoa vàng này không có còn nhỉ. 59.000 hai màu ấy. Xem còn không này, như hết rồi, sót được một bộ body ở lại. Hết mất rồi. Rồi mất hết, mày hết rồi. Rồi mất hết là hết mất rồi. À còn màu trắng thôi. Còn màu trắng này, ai còn lấy nhỉ, mắt này cũng có mũ. Mắt này cũng có mũ giống mẫu kia. Ôi dồi, nhưng mà mắt size to lắm, mắt size to phết đấy. Ôi dồi ôi. Còn màu trắng thôi, màu trắng còn thì màu trắng còn nhưng cũng có mũ mà chẳng nhớ để mũ ở đâu. Để mũ phải để mai thì xem mũ để ở đâu. Lấy màu trắng này không này. Ôi để mình xem bộ đồ ok rồi. Đâu? Bạn kia bạn ấy cảm ơn trước lấy màu trắng không? Màu trắng này cũng có mũ mà chẳng nhớ để mũ đâu rồi, sau tí tìm xem. Mũ nó giống như cũng như là màu vàng đấy luôn mà chẳng nhớ để mũ đâu. Kẹo tìm xem nó ở phương trời nào. À đây mũ đây rồi. Mình vừa nói xong rồi mình thì nó xuất hiện, cứ như ông mụt ấy. Vân Vân á. Vân Vân nhắn tin cho chị đi, nhắn tin vào nick Hà Hòe đi. 13 cân lùi thôi, Milan Miu ơi, bộ đấy cái bộ búp đi để sắt tầm 13 cân lùi thôi. Vân Vân cho nhắn tin vào cho Messenger đi, sao chị nhờ check cho Mai check cho nhé. Mà đây có mũ này, 50.000 này, còn hai bộ, một bộ là size tầm 9-10 cân, 11 cân nùi, một bộ là size tầm 6 cân nùi, màu trắng. Lấy màu trắng không? Bà kia, đây, màu trắng không lấy không? 49.000, 49 tỷ. Ôi dồi, cái áo này đẹp quá này, chán không có, không, mà đây không có 15 cân đâu, úi dồi. Bộ này size tầm 46 cân, áo kiểu 30.000. Áo kiểu này 30 từ 46 cân. Quy 1, 2 cân rồi, nó ok. Body trắng 9 cân nó hiền à, hiền đây nhá, hiền ơi. Body hoa trắng nó hiền 50.000. Nick Hào Hòe ở đâu có nhắn tin? Nick Hào Hòe đâu có nhắn tin được đâu. Nhắn tin được rồi mà, được rồi. Em bộ trắng 9 cân á, hết rồi Hiền ơi, hết rồi, cho hiền lấy mất rồi. Nguyễn Hiền ơi, hết. Hiền lấy mất rồi, ok cho chị Tuyết Mỹ. Chị Tuyết Mỹ, áo kiểu 30.000 chị Tuyết Mỹ. Đây chị Tuyết Mỹ đây đúng không? 30.000 đẹp mà. Body trắng 6 cân hết rồi. À, nó có thể trắng 6 cân ok chị Minh Thục rồi này. Mã này cho Hiền này, Hiền để mai tìm xem là cái mũ nó để đâu nhá. Biết là nó phương trận nào. 49.000. Hiền có lấy đấy luôn. Hiền có lấy cái gì nhỉ? Hiền có lấy cái yếm bi này đúng không? Vừa mới đi hàng xong đau buồn ghê. Quỳnh Tây ơi hết rồi, áo kiểu đấy hết rồi. Áo kiểu hết hàng rồi, chị Minh Thục ơi, áo kiểu có khách lấy mất rồi. Cái này 6 cân chị Minh Thục lấy này, chị Minh Thục có đơn chưa nhỉ? 6 cân này 50.000. À kiểu đấy hết rồi chị Hằng Dũng ạ, 6 cân thôi. À kiểu đấy hết hàng rồi.
Chị Minh Thục, chị Minh Thục có đơn chưa nhỉ? Hiền ơi, nhà này hết rồi, bé em mặc vừa đâu mà lấy. Chị ấy chị lấy rồi, chị Tina chị lấy rồi nhỉ? Chị Tuyết Mỹ lấy rồi, đọc một cái. À, úi giời ơi, lại nói cái body hoa trắng ở đây. Úi giời ơi, cái body hoa trắng này vẫn còn này, 9 cân này. Thôi 9 cân, chú Hà tôi tầm 8 cân nổi đi, đừng sai từng là 9 cân sợ mặc đóng bỉn nữa. Vẫn còn một cái hai cái này sai tầm độ mấy cân nhỉ? Lại quên mất nhỉ. Cái body hoa trắng này còn sai 8 cân rồi, còn hai cái 50.000 chị nào lấy cơ mình nhá. Chị Lai Hoài em nghiền vô coi là phải mua hì. Đây mà đây còn hai cái sai tầm 8 cân, 9 cân ấy, như em nghe tính tầm 8 cân nuôi cho thoải mái tí đi. Tầm 8 cân còn đóng bỉm nữa. Tầm 9 cân mà là 9 cân ạ. Riêng cái body này lấy sai tầm độ 7 cân mà lấy sai tầm 9 cân thì đóng bỉm bên trong nữa. Mất nhất mất phần tầm 2 cm rồi. Ừ thế Hiền lấy nhá. 8 cân lùi cũng được. 3.000 đấy. Thế chị Minh Thục với em chưa em chưa được ghi đơn. Hiền ơi 50.000 này. Chị bán tặng đấy chứ này bán 125.000 đấy. Bán tặng thôi. Hiền Nguyễn Hiền à, Nguyễn Hiền lên chị số điện thoại đi em yêu ơi. Úi giời ơi. Sao lại ức mùi, còn sót một cái body hoa vàng ở đâu đây ra size tầm 4-6. Ừ. Mã sẽ tầm 4-6 cân này, body hoa vàng này, 4-6 cân nhá. 4-6 cân thôi body hoa vàng này. À, hồi mà hồi nãy em like ấy. Body hoa vàng 4-6 cân này. Hiền này mã này có cả mũ luôn ấy, Hiền nhá. 8 cân lùi đấy. Nguyễn Hiền. Tôi ngồi vui vui lại tọt ra vài cái. 50.000 nha Hiền ơi. Rẻ nhất Vịnh Bắc Bộ đấy, nhận hàng đẹp và không ủng hộ nên thôi đau buồn luôn đấy. Có chưa tôi bút mình mất đi đâu rồi. Nhục. Đẻ xong mắc bệnh hay quên. Nguyễn Hiền body hoa vàng 4 cân. Ok, Đinh Quỳnh Anh à. À, chị Nguyễn Minh Phục đây rồi. Rồi ơi, chị Nguyễn Minh Phục đây rồi. Đồ chị Nguyễn Minh Phục lấy mẫu gì em quên mất rồi nhỉ. Có chị Phương Nhung bây giờ mới thấy chị comment lên ấy. Nguyễn Hiền này. 50.000 nhá Hiền ơi. 50 xiền, 50 tỷ. Có một cái body. Sơ sinh đi shop á, bé chị bao nhiêu cân chị Trương, bé chị bao nhiêu cân? Ok chị rồi, chị có rồi đấy. Body hoa vàng cho Đinh của anh này, đây. Phía sau này có hai cúc nhá, về tự cài nhá, có hai cúc đấy. Em vừa mới tháo kia ra, em vừa mới tháo móc ra. Sơ sinh là bé chị bao nhiêu cân là chị Trương? 3,5 cân á. Ok em nhiều luôn. Chị hỏi đúng tủ nhà em luôn rồi đấy. Bơ vào đây em cân tất. Đinh Quỳnh Anh có đơn rồi. Đinh Quỳnh Anh. Đó em tí. Đào Luyến này. Đinh Quỳnh Anh có đơn luôn này. À đây rồi. Đinh Quỳnh Anh 4,6 cân rồi. Ok. Body trắng 8 cân thì bé chị Phương Nhung Phạm. Ok chị. Chị Phương Nhung Phạm 50.000 nha. 5. Đúng rồi 9 cân nhé em chính. Tính tầm 8 cân ấy. Mỗi người nói là tới 9 cân ấy. Đợi em tí nha. Ấy da, nhóc mà cái gì đâu. Có cái gì cho bé như em không á, tư mắm á. Cái gì cũng có á. Cái gì cũng bán trừ người. Ok chị Phương Nhung Phạm, ok chị. Váy thủy thủ có á, thủy ơi còn. Ô, có rồi, Đinh Quỳnh Anh ok rồi. Chị Phương Nhung, mãi. Đồ mẹ, cái bút hết mực sao ấy. Đi tìm được cái bóng này, tìm bút hết mực. Đau buồn thế nhỉ. Ui giời. Tìm cái này bị hỏng cái kia. Chẳng đời. Chị Minh Thục ok. Chị Phương Nhung Phạm ok. Bút mực nét viết cũng sướng. 50.000. Váy thủy thủ á, thủy thủ đây 89.000 hai màu, màu hồng ạ nhỉ, màu trắng. Cứ phải ngồi canh vào, xuống rồi vào xem vào. Đây, tư mạng ăn gì nhỉ? Chị Phạm Thúy đây, Phạm Thúy này hai màu nhá. Mã này thì bao đẹp rồi, không phải cần quảng cáo nhiều đâu. Đơn giản nhưng mà xinh lắm, có con chip bên trong nữa. Từ 15 cân lùi nhá. 15 cân lùi lùi lùi. Bé chị gì nhỉ? Chị gì mà hỏi em bé 4 cân nhỉ? 4 cân này một xinh này. 4 cân này mẫu xinh luôn. Bơi vào đây em cân tên, em cân tất. Có giày em không? Giày em không? Bé chị Trương Thơm ấy còn đây không? 49.000.
Mã này nói thì nó có cả cái băng đô này, size tầm 4 tới 6 cân thôi nhá. Đó, nó có băng đô giống như vậy chị này, băng đô này. Băng đô ấy. Bộ gấu hồng 49.000 size từ 4 tới 6 cân nhá, 4 tới 6 cân thôi bộ gấu hồng. Gấu hồng này từ 4 tới 6 cân cho em, từ 4 tới 6 cân nhá, 50.000. Gấu hồng từ 4 tới 6 cân này. Đây là mẫu gì nhỉ? Bộ cho em nhá. Comment cho em mã bộ nơ vàng ghi em số 50 em với nhá, ghi em số 50. Từ 4 tới 6 cân cho em 50.000 này. Từ 4 tới 6 cân thôi, 50.000. Bộ lên lên mã bộ cho em nhá. Nhớ comment cho em số 50 phía sau vào. Bộ nơ hồng cho em, bộ nơ hồng này 50.000. Tư mắm ơi chưa? Trời ơi chưa? Bộ này nhập 80 này bán chị 60.000 nốt này. Mà điếu chị làm chó luôn, được chưa? Em là điếu chị ai người làm chó luôn. Nhập giá 80. Bán chị 60.000. Bi hồng từ 4 tới 7 cân. Bi hồng từ 4 tới 7 cân cho em nhá, 60.000. Chất bao đẹp luôn chị luôn đấy. Bộ này em nhập giá 80.000 rồi. Những đồ trẻ con thường thường em bán 99.000, nhập giá 80-85. 49.000 tiếp, bộ ren vàng cho em. Bộ ren vàng cho em 50.000. Từ 4 tầm 6 cân mà ok cho em nhá. Bộ ren vàng này xinh lắm, 4 tới 6 cân mà ok cho em. Giá là bao nhiêu nhỉ? Em vừa nói bao nhiêu? 15 cân á? No no. Năn miu ơi. À có bộ A. Bộ này này. Mới đâu cái bộ này này. Có bộ này. Bộ này chất đẹp lắm. Size lớn nó sẽ không không chị kia đi, chị đang ngoài là size tầm 4 đến 5 cân, em dư mẫu cho chị xem thôi. Bộ này là bộ gì đấy? Bộ hồng viền trắng này. Úi giời ơi, 50.000 60.000. Bộ hồng viền trắng. Bộ hồng quần nâu ấy em. Bộ áo hồng sau quần nâu đấy á. Bộ áo hồng sau quần nâu là có bán mô tê gì? Có cái bán nào không? Đây. Bộ này chất đẹp lắm. Một quần một áo này. Mã sẽ tầm 7 cân lùi thôi. Bộ hồng viền trắng cho em nhá. Hồng viền trắng 89 cân nữa, nhiều lắm. Bộ ba lỗ vàng đó bao nhiêu? Bộ ba lỗ vàng đó là mẫu nào nhỉ? Bộ ba lỗ vàng là mẫu nào ta? Là A3 đấy là 79.000. 7 cân lùi này 60.000. Bộ hồng viền trắng 60 nhá. Hồng viền trắng là 60 này. Đây A3 này 3 màu 79.000 nốt cho nó hết này. Bộ gì này? Không chụp ảnh đi, tư mắm ấy, chụp ảnh đi. Bộ A3 màu vàng này chất đẹp nhá. Size từ 6 cân khoảng 17 cân nùi. A3 nốt 79.000. Từ mấy cân nhỉ? Từ 6 cân khoảng tầm độ 17 cân nùi thôi. 69.000 nốt nhá, chất số cho trả hàng nốt 79.000 này. Phía sau này, đẹp chưa? 79.000 nốt nhá. Một quần này, áo này 79.000, chất số cho trả hàng. A3 màu vàng từ 17 cân nùi này. A3 màu hồng có size tầm 90 cân nùi nhá, 9 cân nùi cho thoải mái đi. Chứ hao tí. A3 màu hồng 79.000 nốt này. A3 màu trắng này, A3 trắng nhá. A3 trắng này size tầm khoảng từ 12 cân nùi, A3 màu trắng. A3 màu hồng thì chỉ tầm 9 cân nùi 79.000, chất số cho bom hàng về. A3 màu vàng này size tầm khoảng 17 cân nùi nhá, tầm 4 tuổi lùi thôi. Đó, 79.000, bán tặng cho chị luôn. Thật sự chưa bán hàng giá này là giá trước là bán luôn. Chưa giá bán giá đấy luôn. Xem bộ quần cam kia đi chị ơi, bộ đấy size bé lắm, tầm 47 cân thôi. Xem áo quần kẻ kia size 9 cân ở hàng đầu bạn ơi, áo quần kẻ. Em có chị Hoàng Minh nhá, còn bọn đấy còn ấy. Cái mã này là nốt 99, à mã này 89.000 đi cho hết, 125 đấy, 89.000. Một cái quần chip bên trong dạng chân váy bên ngoài nhá. Cái này đều lắm, một băng đô nữa, 89.000 size tầm 47 cân thôi. Từ 4 tới 7 cân thôi nhá. Bộ chip cam không 7 cân nùi thôi. Chị Phương Nhung ơi có thấy chị nhá. Bộ quần cam đấy là bộ chip cam đấy. Hoa nhí này 2 màu nốt này 59.000 bán tặng cho chị luôn. Đợi em xíu nhá. Chị Hương Hoàn Minh đợi em xíu nhá. 59.000. Đấy bộ đó là bộ nào Uyên ơi? Bộ chip cam đấy á, chất số cho trả hàng về 89.000 từ 4 tới 7 cân thôi nhá. Bộ chip cam. Nên em bộ chip hoa cam. Chip hoa cam em vừa nhắc chip hoa cam. Diệp Hoàng Uyên là bé mấy cân nhỉ? Dồn đơn à? Diệp Hoàng Uyên có đơn rồi đúng không? Dồn đơn đúng không? Hoa nhí màu hồng 59.000 từ 14 cân lùi và từ 4 cân đi lên. Hoa nhí màu hồng giá 85.000 nhập vào luôn. Hoa nhí hồng với hoa nhí đỏ giá 85.000 nhập vào. Bán chị 99.000 giờ bán chị 59.000 nốt.
Hoa nhí đây hai màu giá 89 nhỉ? 59.000 quên mất. Dồn đơn đúng không Uyên ơi, dồn đơn à? A11 này nốt 85.000. A11 màu hồng. A11 ok Uyên rồi. 11 màu vàng nhá, dồn đơn đúng không? Ok rồi. 85.000, 14 cân nùi thôi. 14 cân nùi nhá, giá 85.000. A11 vàng hoặc A11 màu hồng cho em nhá, giá 85. 85 xiển. Mà này chốt cho em là mã 09. Mã 09 này, quần loe, áo kiểu 150 hay size tầm khoảng 16 cân đùi và từ 9 cân đi lên. Mã 07 nhá, 07 quần nó là giống này nhá chị nhá. 07 áo như này nhưng mà nó quần như này này mọi người này. 150 từ 15 cân đùi cho em nhá, 150 hai màu. Thế nhầm, một màu quyền. Nó linh tinh, một màu. Bộ màu đen kia mơ, bộ này đúng không? 99.000. 99.000 cho em nhá, 99k. Mã Q1 99.000 cho em. Q1 này 99.000 cho em nhá. Bao xinh luôn. Quần nó mặc rất là đẹp luôn. Quần mặc rất là đẹp luôn cho em. Áo này, áo này áo kiểu như này cho em nhá. Đơn giản thế nhưng mà xinh. 99.000. Q1 99.000 cho em nhá. Q1 này. Mã body tiểu thư cho em nhá. 79.000. Size từ 4 tới 7 cân cho em. Q1 từ 4 tới 7 cân mà ok cho em nhá. Q1 từ 4 tới 7 cân mà ok cho em ạ. Q1 này 79.000 nốt này. Ok, tiếp khác. 9 cân em mẫu nào chị, mẫu nào ạ? Chị Hương ơi mẫu nào? Mẫu này một Q1 này á. Q1 này còn này chị này. Q1 này em đủ size mà từ 7 cân em khoảng tầm 16 cân Q1 này chị Hương này, Q1 này. Em mặc xinh mà. Q1 99.000. Em một màu hồng hoặc là màu trắng cho em giá 69.000 nốt cho em này, từ 4 khoảng tầm 7 cân thôi. Em một màu hồng hai màu trắng với hồng. Giá chốt là 69.000. Còn bác nào muốn xem mẫu gì nữa không? Cái gì lạc trôi ở đây? Mẫu nào? Còn một cái body dâu này, chị nào lấy body dâu size tầm 7 cân nùi này. Body dâu trắng này. Em xem book body 70 cân á, còn nhá, đợi xíu bộ đấy năm nào hot luôn. Bộ đấy thì chất bao đẹp luôn, năm nào hot. Bộ thì dáng hình quả trứng ấy xinh lắm. Váy theo á, Quỳnh Tây đợi xíu nhá. A3 là 79.000 mà. A3 giá còn 79.000 không phải là 69.000 đâu. Từ 4 tới 7 cân mà ok cho em nhá, từ 4 tới 7 cân mà ok. Có mũ. Mã này có mũ nhá mọi người nhá, mã này có cả mũ của con luôn này. Còn size bé từ 4 tới 7 cân mà ok cho mã này nhá. 79.000. Body dâu trắng nhá. Có body là 9 cân rưỡi á, không, rồi hết body 9 cân rưỡi rồi. Lớn nhất cho tầm 16 cân nùi thôi, Thảo Thảo ạ, 16 cân nùi lớn nhất tầm 4 tuổi luôn. Đó. Rất là xinh luôn. Có mũ từ 4 tới 7 cân thôi nhá. Nó là size tầm 8 cân lùi đấy, nhưng mà chữ hao luôn, còn 7 cân cho thoải mái tí đấy mọi người ạ. Từ 4 tới tầm 8 cân lùi đấy, em tính size tầm 7 cân lùi thôi. A3 là giá 79.000 sale đấy. Mã theo này là giá 110. Nhỉ, 110 nữa. 110. Một quần chip, một váy, một băng đôi như này cho em. 110 cho em nhá, 3 màu. Quen một 110. Đó, 3 màu này. Từ mấy cân nhỉ? Từ 4 cân, khoảng 14 cân núi thôi. Một chip, một váy 18 cân, 3 tuổi á. Ôi, thấy bé trộm vía. Hơi bị to luôn ấy, chật ấy không vừa đâu. 3 tuổi 18 cân, chật ấy. Không biết có vừa, không dư đừng lấy Thảo, sợ chật lắm. Tầm 16-17 cân kịch kim. 18 cân 3 tuổi là bé trộm vía lớn đấy. Váy vàng 2 giây sau bao nhiêu? Đây là bộ đấy, không phải váy mà là bộ đấy, 85.000 nhá. 85.000 có 3 lá. Cái này là mẫu gì nhỉ? A11 màu hồng với màu vàng nhá, giá là 85. A11 hồng với vàng giá 85.000, hai màu hồng với vàng nhá, giá 85. Từ 14 cân lùi nhá. Quần thì nó có dáng tốt, nhưng chỉ sợ là bé em hơi bị bự luôn ấy, bụng to đi to đúng không? Bao tuổi 18 cân nó to đấy. Ôi em tắt like đi mọi người ơi. Em like tắt đây. Mai em chốt ơn các tình yêu nhá.
Dạ đúng rồi, váy thêu trắng Quỳnh Tây ok rồi. Được, heo la lai được, mà 1 cân ok rồi. Heo la lai mãi là mã C1 nhá. Mãi thì năm nào cũng bán luôn, năm nào cũng bán, năm nào cũng hot. Bé 1 tháng, bé có bé 1 tháng 1 tháng tuổi không á, nhà em thì rất là nhiều. Từ 4 cân nhà em rất là nhiều mẫu luôn. Và các bé từ 1 tháng tuổi mẫu rất là rẻ luôn, về nhà em lúc nào cũng sale. À đúng rồi, chị đít hơi to. Đúng rồi ấy, sợ không vừa thôi. Quỳnh Tây ok rồi, dồn rồi. Em tắt like mọi người ơi. Em tân like đây mọi người ơi, cho mình xem yếm bò bé trai hơn 9 cân á. Yếm bò bé trai nhà em không bán đồ bé trai chị, nhà em chỉ chuyên đồ bé gái thôi. Bye bye mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon nhé mọi người ơi. Bye bye mọi người nha. Ngày mai em chốt đơn nha. Bye bye. Cứ ship cho em một cặp size lớn nhất đi chị. Lớn nhất á? Thật sự nếu mà để mà nói đâu, đây. Đợi chị tí. Lấy em size lớn nhất cho. Thôi đừng lấy em ạ, Thảo ơi, đừng lấy Thảo ơi, không vừa đâu, Thảo ơi, chật đấy. Thôi, Thảo ơi, con này đến 16 cân kịch kim 17 cân, thôi đừng ơi, cho chị không ship đâu. Chị không ship đâu, chật đấy. Cho xem bộ hồng á, bộ hồng nào nhỉ. Thảo ơi, thôi chị không ship đâu. Yếm 8 cân á, còn yếm này thôi em này. 79.000 nốt này, hết rồi, không còn đâu. Còn cái này thôi. Còn yếm dưa hấu áo vàng này thôi này. Bộ hồng nào nhà chị Thanh Thanh nhỉ, bộ hồng nào đấy tình yêu ơi. Bộ hồng nào mấy được ấy. Đây lại. Thôi Thảo ơi, không lấy đâu, chị không ship lấy đâu. Ship phải bé làm sao mà chu được vừa bo trên cái quần này. Tầm 16 17 cân thì kim 18 cân đi to mặc sao vừa. Thôi không ship được nhá. Yếm 8 cân rồi, yếm dưa hồng đấy thôi. Hết rồi. Bộ hồng nào tình yêu ơi. Tình yêu ơi, bộ hồng nào. Em ngồi hóng hơi chị hơi lâu. Em tắt like mọi người nhá. Bộ xem bộ cộc tay á, thôi để mai nhá, tình yêu tớ like tớ tắt like cho bé đi ngủ đây để mai nhá. Hẹn mọi người ngày mai em chốt đơn nha. Bye bye mọi người ơi, em tắt like cho bé đi ngủ đây.